Xuân đã đến bên kia, đến bên này, xuân đã đến trên này. Ôi, trên này rụng lá luôn thôi. Ở đấy, nhắc đến Tết mới nhớ, tại sao giờ này mà con Thu nó vẫn chưa về ăn Tết nữa? Bà nó đâu? Tại sao giờ này con Thu nó vẫn chưa về? Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi còn đang sốt hết cả ruột đây này. Thế hay là nó lại bị làm sao hả bà mày? Sao mới chẳng cái gì. Chắc là nó sợ ông, nó không dám về đấy. Sợ là sợ cái gì? Sao nó lại phải sợ tôi? Thì lần nào nó về, ông cũng giục nó lấy chồng. Nó chả sợ lại không à? Chả giục thì không à? Hả? Thế chả nhẽ bà định để con gái bà nó ế đến già. Bây giờ chị đang trong tình trạng ế đúng không? Thì cứ cho là như thế đi. Và bức xúc hơn nữa là bố mẹ chị đang rất sốt sắng và lo lắng, bắt chị phải chống lại đúng không? Ôi dồi ôi, rắc rối chính là cái chỗ mà thương con quá mức ấy đấy. Và rắc rối hơn nữa là có một thằng cha chủ lò gạch như đấu sĩ bỏ tốt đang ra giết theo đuổi chị đúng không? Ôi dồi ôi, mẹ đừng nhắc đến cái chuyện đau lòng ấy nữa đi. Rồi ôi, thế thì á, bây giờ cần phải có một biện pháp mạnh để giải quyết cái vấn đề đấy. Biện pháp gì? Thì chị cứ kiếm một thằng bạn trai rồi dẫn về quê ra mắt, thế là xong. Ê giời ơi, bây giờ mày nói như thế chỉ bằng đánh đố tao. Cả năm trời có kiếm một thằng nào ưng ý đâu. Bây giờ nước đến chân rồi, có mà mua hình nhân không kịp. Nhìn mặt mũi sáng sủa, đầu óc thông minh như thế mà chị không nghĩ ra. Đây đây, em cho chị xem. Đây này, bây giờ trên mạng nhá, bao nhiêu công ty dịch vụ cho thuê người yêu quảng cáo ầm ĩ lên mà chị không biết à? Ồ, lại có cả cái dịch vụ đấy nữa cơ à? Nhưng mà hình như là tao thấy nó chỉ phục vụ cho phái nam thôi chứ nữ thì làm gì có nhân viên nào như thế nhở? Thế thì chị lại không biết rồi nhá. Chị á, bây giờ cứ kiếm được tiền là chồng thuê vợ mướn có hết. Ồ, thế cơ à? Nhưng mà bây giờ cũng gần Tết rồi, thế có khi là người ta phải nghỉ phép, người ta không đi làm đâu. Úi giời, đúng là chả biết cái gì mà nhá. Gần Tết thì những cái nhu cầu như thế mới tăng cao, thì người ta phải càng phục vụ nhiều hơn chứ. Chẳng biết gì. Thế thôi mày gọi điện luôn đi, hỏi xem thế nào. Để em hỏi. Nhưng mà khoan đã. Mày sao nữa? Mày tao bảo, mày cũng biết rồi đấy, cái bọn trai làng ấy, chúng nó hung hăng lắm. Mà chúng nó giữ gái làng cứ như của ăn được ấy. Bây giờ nếu nó tác mình về quê mà có vấn đề gì thì mình lại phải bồi thường, phức tạp lắm mẹ. Ấy, cũng đúng. Cái vấn đề mà giữ gái làng cũng nan giải thật sự ấy. Thế nhưng mà không phải cái chỗ nào nó cũng thiếu văn hóa như thế đâu chị ạ. À, cái quan trọng ở đây ấy, tao lo sợ là cái thằng chủ lò gạch ấy nó hung hăng, nó phá đám, thế bây giờ hỏng hết cả chuyện. Hay là người ta bảo mày tìm cho tao một cái thằng vệ sĩ cao to đen hôi mà nội công thâm hậu ấy để nó bảo kê được tao. Rồi em xin chị, trời ơi, sát Tết đến nơi rồi, bây giờ thuê người cũng khó, lại còn người nội công thâm hậu gì. Thôi được rồi, để em thử hỏi xem như nào. Ô, này, máy bận này, chị thấy chưa? Không phải chỉ một mình chị có nhu cầu đâu, mà rất rất nhiều người có nhu cầu đấy. Ôi. Đấy, lại máy bận mới này. Làm nào? Nói lại bực. Mà cái thằng xỉu ấy, người tuy nó xấu xấu tí thôi, nhưng mà nó cứ biết kiếm tiền. Lấy nó thì chả lấy thì kén chọn. Bởi vì thế nên con gái ông nó mới sợ, nó mới không dám về đấy. Đúng là con hư tại mẹ. À, đúng rồi, có đúng là hai mẹ con nhà bà thông đồng với nhau để phá hỏng cái kế hoạch kén rể của tôi đúng không? Này nhá, ông đừng có mà đổ oan cho tôi nhá. Oan gì? Tôi nói cho ông biết, bây giờ chúng nó được ăn học đàng hoàng rồi, có phải theo cái cổ hủ ngày xưa của ông đâu mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. À, thì cái giới trẻ bây giờ học hành tri thức cho nó lắm vào, càng tri thức nó lại càng nguy hiểm như cái quả bom nổ chậm ấy. Mình mà không dằn mặt nó, có ngày á nó nổ cho mà vỡ mặt ấy, nó bôi giò chát chấu kín nó mặt tôi với mặt bà ấy. Cứ cái kiểu như của ông á, nó không có bạn trai, nó cũng không dám về nhà đâu mà ông lo phòng mới chả trống. À, cái con này nó lại còn dám bỏ quê hương vì để không phải bị ông ép đến cái thằng xỉu lò gạch bọng trợn kia đấy. Mà tôi nói để cho ông nhớ nhá, ông đừng có mà nhận quà cáp cái gì đấy, không đến lúc á há miệng mắc quai sao rồi á mất cả con. Bà dở hơi à,
Bà nghĩ tôi là người dễ nhận quà thế ấy. Lần nào sang tặng á, phải năn nỉ mãi tôi mới nhận ấy. Nó vừa đưa đã nhận rồi lại còn tinh tướng. Bực mình thế không biết. Chán thế nhở. À, em lại nghĩ ra cách rồi. Cái gì đấy? Cái cách này nhá, không cần liên quan gì đến cái đội ngũ thuê người yêu, dịch vụ thuê người yêu gì hết. Ờ nhá. Thế tóm lại như thế nào nó nhanh đi. Chị cứ bình tĩnh xem nào. Ôi, ta đang sốt ruột. Em vừa nhớ ra, em có quen một ông Việt kiều người Nga mới về làm việc ở chỗ gần nhà em ấy. Việt kiều cơ à? Ừ. Thì người Việt mình nghỉ Tết, các ông ấy cũng phải nghỉ theo. Mà ông bảo là anh ở trên này một mình chán lắm, hay là em cho anh về quê ăn Tết với em và gia đình đi. Ô, bị làm sao ấy, tự nhiên lại bảo về quê ăn Tết với em. Về đấy á, họ hàng rồi mọi người ở quê lại nghĩ là em dẫn người yêu về ra mắt, thì có bị bảo điên đâu. À thì chắc là ông ấy mới về nước, cho nên là cũng không có anh em họ hàng gì, muốn về quê chơi là đúng rồi. Thì đấy, cái vấn đề ở đấy, em sẽ cho ông ấy về quê với chị, ok không? À ừ, cũng được đấy, nhưng mà liệu anh ấy có đồng ý không? Em tin là ông ta sẽ đồng ý, vừa được tiền bồi dưỡng nhá, lại còn đi chơi với người đẹp, tung tăng về quê ăn Tết. Mà cái quan trọng, ông ta có cái mác Việt kiều. Bây giờ dân mình chả chuộng lấy chồng Việt kiều lấy chồng Tây à? Thì kể ra nếu mà anh ấy đồng ý được thì tốt quá. Gì? Thôi được rồi, bây giờ nhá, để em có thử gọi điện cho ông đấy, ok? Gọi đi. Alo, anh Ivan à? Ui dồi ôi, em Đào đây. Anh đang ở đâu đấy? Ở nhà một mình á? Em bảo này, em có cách đưa anh về quê ăn Tết rồi đấy. Thôi được rồi, chiều nay hẹn anh 2 giờ ở quán cà phê gần chung cư mình nhá. Ok anh. Sao rồi? Được rồi đấy. Nhưng mà ông ấy nói tiếng Việt thạo thế cơ à? À, ông ấy là Việt kiều, nhưng mà sang Việt Nam này để làm thông dịch viên cho người nước ngoài đấy. Ừ thì biết là giỏi tiếng Việt, nhưng mà phong tục tập quán ở quê thì làm sao mà anh ta biết được. Mà nhất là bố mẹ chị nữa, ông bà cổ hủ lắm. Thì biết là như thế, nhưng mà thôi, chiều cứ gặp đã rồi tính sau. Chị với anh ta mà thỏa thuận được thì chị dạy cho anh ta vài cái lễ nghĩa ở quê, thế là xong chứ sao. Ờ, nghe cũng hợp lý đấy, nhất trí nhá. Trông có vẻ ngóng người yêu hờ lắm đấy nhờ. Thôi đi, đừng mà trêu chị nữa. Chào em Xuân Đào. Chào em. Chào anh Ivan ạ. Mời anh ngồi. Thế để ngồi đi. Dạ. Hai người đợi đã lâu chưa? Bọn em cũng mới tới thôi ạ. Nghe tin em Xuân Đảo đây sắp xếp cho anh được trở về quê hương ăn Tết cổ truyền. Anh vui quá. Trưa nay cứ đợi đến giờ để ra gặp hai người thôi. Dạ vâng ạ. Giới thiệu với anh Ivan, đây là chị Hoài Thu, chị họ của em ạ. Chào chị họ của Xuân Đào. Chào anh ạ. Anh làm cái gì đấy? Chưa thỏa thuận mà anh đã... Không, người Nga chúng tôi văn minh lắm. Đấy chỉ là thể hiện sự thân tình thôi. Ôi giời ơi, mới có sờ tay người yêu hở có tí thôi mà đã dẫy nảy như đỉa phải vôi ấy. Thế này về quê cô mà lộ sớm. Sao lại người yêu hở? Xuân Đào nói gì? Tôi không hiểu. Chả là thế này, chị Thu nhà em bây giờ lại đang trong diện ế, mà ông bà ở nhà lại bắt lấy cái người chị không yêu đương gì cả. Thế nên là chị có muốn về quê đâu, thế mới khục được chứ. Vậy hả? Thế tôi có thể giúp được gì không? Thì vấn đề nó là chị Thu đây đang muốn thuê một người bạn trai về để ra mắt với bố mẹ của chị ấy. Hiểu rồi. Có nghĩa là cô Hoài Thu đây muốn thuê tôi giả làm người yêu để về quê giải quyết cái vụ em duyên kia ấy hả? Đúng rồi đấy. Đúng rồi đó anh ạ. Không biết là anh có thể giúp được tôi không ạ? Ui giời ơi, chả giúp thì không à. Vừa được về quê ăn Tết, lại còn được tiền bo nữa, lại chẳng nhận lời quá. Với người đẹp như cô Hoài Thu đây, tôi giúp hết mình. Và tôi cũng muốn thử tìm hiểu xem Tết cổ truyền ở Việt Nam nó như thế nào. Nhưng mà mẹ ơi, có khi bây giờ phải chỉ cho anh ấy một vài cái phong tục tập quán ở quê, chứ không về bố chị không ưa đâu. Đúng rồi, em thấy hợp lý đấy. Thế phong tục tập quán quê của Hoài Thu như thế nào? Có thể chỉ cho anh biết được không? Thì đại khái là anh chỉ được cầm tay, đánh mắt đưa tình,
cấm toàn bộ những hành động như là quàng vai, bá cổ, hôn hít. À ơi, nhớ chưa? Ồ, được thôi. Và quan trọng nữa là khi anh về nhà là phải chào hỏi tất cả mọi người trong gia đình anh nhá. Ôi giời, cái đấy thì có cái gì mà phải học? Ui giời ơi, thế thì anh Ivan lại không biết rồi. Thế bình thường anh chào hỏi mọi người như thế nào? Ờ thì bây giờ tiếng Anh phổ cập thì gặp ai tôi cũng chào là hello. Ôi giời. Ôi anh Ivan ơi, nếu mà anh về quê gặp các cụ anh mà chào là hello ấy thì các cụ lại tưởng anh là quân ma cô du đãng đấy. Đúng rồi. Ôi, tôi chết. Thế bây giờ tôi phải chào thế nào? Thì đây, để em ví dụ trực tiếp luôn cho anh xem nhá. Anh mà gặp bố mẹ của chị Thu thì anh sẽ khoanh tay lại và lễ phép chào là cháu chào hai bác ạ. À, đây, anh thực hành thử luôn đi xem nào. Cháu chào hai bác. Được chưa? Đúng rồi đấy anh ạ. Mà anh Iman này, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Mỗi lần mà anh muốn thể hiện sự hòa đồng hay là thân mật với một ai đó ấy, thì anh có thể vừa chào hỏi vừa quan tâm đến công việc của người ta. Lúc đó thì sẽ tốt hơn đấy. Mới có chào hỏi thôi mà đã thấy phức tạp quá. Bây giờ nhá, gặp bề trên của bố mẹ chị Thu, anh còn phải lễ phép và kính cẩn hơn nữa. Ví dụ như là cháu chào cô ạ, hay là lạy cô ạ. Nào nào, anh thực hành luôn nào. Để thực hành nhá. Cháu chào cô. Ui, không, anh phải chú ý dấu nặng ở chữ cụ. Nào. Thôi được rồi, cái này Ivan về sẽ luyện tập thêm. Đúng rồi đấy, anh Ivan về cố gắng giúp em nhá. Yên tâm. Vậy còn các món ăn ở Việt Nam thì sao ạ? Về cái này thì Hoài Thu hoàn toàn yên tâm. 6 năm công tác học tập tại Việt Nam, anh đã biết ăn bún đậu, mắm tôm, thậm chí là còn biết cả hút thuốc lào nữa đấy. Trời ơi, thế thì quá tuyệt vời rồi. Thôi, thời gian cũng gấp gáp lắm rồi, dạy sơ sơ qua thế thôi. Trong thời gian thực hành thì chị Thu dạy thêm cho anh Ivan nhá. Còn bây giờ thì mình cùng về quê ăn Tết thôi. Về quê ăn Tết. 1, 2, yeah. Con Cúc đâu? Mang cái điện thoại ra đây, điện cho con chị mà xem tình hình nó thế nào. Nhanh. Con đây. Bố mẹ ơi, chị Thu vừa gọi điện cho con rồi. Thế chị bảo sao hả con? Thế liệu nó có về ăn Tết không? Dạ, chị bảo 2-3 hôm nữa chị mới về cơ. Mà nó về một mình à? Cái bà này buồn cười. Thế không về một mình thì về mấy mình? Không, bố mẹ nghe con nói đã. Lần này chị Thu về là có tin vui đặc sắc đấy. Tin vui đặc sắc á? Thế tin gì hả con? Dạ, chị Thu bảo là năm nay sẽ dẫn người yêu về ăn Tết cùng gia đình mình đấy ạ. Thật á? Đấy, ông đã thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Bây giờ bọn trẻ nó khác tự tìm người yêu. Tưởng thế là hay lắm đấy. Tự do vô kỷ luật. Chả hay lại không à? Các cụ ngày xưa đã có câu: chim khôn đậu đốc nhà quan, trai khôn thì tìm vợ, mà gái ngoan thì tìm chồng. Ui giời, ui giời, ui giời. Tần tớn, cứ ở đấy mà mừng vội nhá. Để tôi còn xem cái mã của thằng đấy nó như thế nào, rồi tuổi tác nó có hợp với cái con Thu nhà mình hay không, rồi mới tính. Bố mẹ ơi, người yêu của chị Thu là người Tây chứ có phải người ta đâu mà số chả mệnh. Cái gì? Người yêu con Thu là người Tây? Không được, hỏng, hỏng hẳn rồi. Tây à? Úi giời, cái bà này đúng là không biết cái gì cả. Thời buổi bây giờ, gái Việt mà lấy được trai Tây á, nó đang là cái hot trend ấy. Úi giời, con Thu nhà mình ấy, quá lứa mà lại vớ được thằng Tây thì quá đẹp. Ông không hiểu cái gì hết cả. Nhà mình kinh tế khá giả, con Thu nó học qua đại học, công việc thì đang ổn định. Có nghèo khó đến đâu mà phải bán mình cho người ngoại quốc để mà đổi đời. Bà mày đúng là cổ hủ. Thế chả nhẽ bây giờ cứ lấy Tây là lại quy ra là bán mình à? Hả? Ông có biết không, rể Tây á, tuổi tác á, có khi nó còn hơn cả bố mẹ vợ á. Giống như vụ con Hương ở sông dưới kia kìa. Bà cứ rước lò xa. Thế bà đã nhìn thấy mặt đâu mà bà cứ đoán giả đoán non. Cúc, thế mày có hỏi rõ cái Thu xem là người yêu nó là Tây như thế nào chưa? Nó là Taiwan hay là Rapan? Ui giời ơi, bố mẹ lạc hậu quá. Đài Loan với lại Nhật Bản người ta có gọi là Tây đâu. Chỉ có châu Âu với lại châu Mỹ thì người ta mới gọi là Tây thôi. Thế à? Úi giời ơi, thế nhà mình là có rể Tây chính hiệu đấy à? Mà này, thế nó bảo là mấy hôm nữa nó về thật à? Dạ vâng, thế nhà mình phải dọn dẹp chuẩn bị đón rể Tây và ăn Tết đi chứ ạ. Úi giời ơi. À, nhưng mà tao cũng vẫn hơi bối rối. Vì từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa được tiếp xúc với người Tây bao giờ. Nó lại về đúng cái dịp Tết thế này, xong lại nói chuyện cứ xì là xì lồ. Mình chả hiểu tiếng nó chửi mình lại tưởng nó chúc Tết, cứ cười hớ hớ lại thành giờ hơi.
bà lại cứ tiểu bụng ta suy ra bụng người. Tây á, nó văn minh lịch sự lắm, chứ nó không có vô văn hóa như mấy cái thằng làng này. Để tôi nghĩ xem có cái cách nào để đối đãi với cái thằng Tây này cho nó. À, có cách rồi. Mình phải tìm người để nói chuyện với cái thằng Tây này cho nó tương xứng. Nhưng mà ai hả bố? Thế ông định nhờ ai? Thế ở cái làng này, xét về cái độ mà ra ngoài làm ăn ngang dọc ấy, tiếp xúc với nhiều người thì có ai vượt qua anh Số nhà mày nữa? Cúc, chạy sang nhà bác Phận gọi ngay anh Số sang đây cho bố, nhanh. Vâng ạ. Nhưng mà ông này, tôi thấy người ta bảo thằng Số nó lên thành phố chạy xe ôm cho cái cán bộ ngành Calave gì cơ mà. Bà thì ăn nói vớ vẩn. Ai nói với bà là cháu tôi lên thành phố rồi là nó chở cán bộ ngành Calave hả? Mồm mà đi chơi hơi xa rồi đi nhá. Thằng Số ấy, nó lên thành phố, nó làm xích lô lọng vàng, nó chuyên chở các khách, thành phần khách ấy, từ Tây, Ta, Tàu, Nhật, Hàn đi du lịch ở khắp nơi. Ít nhiều nó cũng phải giao tiếp được với người nước ngoài thì nó mới chặt chém giá được. Đấy là nó tâm sự nhỏ với tôi thế. Tôi kệ ông đấy. Anh Số sang rồi đấy ạ. Thì vào đây đi cháu. Cảm ơn, chào, ôi chú ạ. Ui rồi, mà cháu xin. Uống nước đi. Cháu mày ạ, mày chú ạ. Ừ. Uống nhá. Cái thằng nhanh nhẹn thế. Ôi chú gọi cháu sao miệng gì ấy. Ôi trời ơi, phải là chuyện cực kỳ quan trọng thì chú mới gọi mày sang đây, mà chỉ mày mới giúp được gia đình nhà chú thôi. Ôi trời ơi, ôi chuyện thì chú nói xem nào. Nhận đến lời người bao nhiêu chuyện tiện tục đất đai, ứng dụng đen lằng nha lằng nhằng. Muốn thì cũng phải để qua 3 ngày Tết đã chú ạ. Cái thằng này, chuyện quan trọng nhưng mà là chuyện vui. Vui ạ? Chú nói xem nào. Chuyện của cái Thu nhà chú, em cháu ấy. À, chuyện của Thu ạ. Ừ. Sao ạ? Chả là Tết năm nay nó về quê ăn Tết, nó dẫn theo chồng sắp cưới của nó về. Nó mà có người yêu thì phải mừng quá nhỉ. Thầy nói thật nhá, anh Thu á, nó cũng thuộc dạng là nó hơi quá tuổi rồi. Ừ. Nó có người yêu thì cả nhà mình phải mừng cho nó nhá. Ừ. Nhưng mà vấn đề là người yêu của nó lại là Tây. Ừ. Thế mới cần cháu sang đây chứ. Tây xịn luôn đấy nhá, chứ không phải là Tây Đài Loan, Tây Nhật Bản, Tây Hàn Quốc đâu. À, Tây xịn. Ừ. Chắc chưa? Chắc luôn. Ừ. Cháu mà cháu sợ nhất là nó lại vớ phải mấy thằng Tây Ba Lô ấy. À. Mấy thằng đấy á, nó không được tiền đâu. Dính vào á, mẹ người có khi là mất cả con ấy. Ôi giời. Không, em nghe chị Thu khoe là anh ấy làm cùng công ty nước ngoài với chị đấy. Thế thì ngon rồi. Em bọn Tây ấy mà làm ở mấy công ty lớn như thế á, là thuộc hạ là Tây quý sợ tộc đấy. Ngon, ngon, ngon. Thế là nhà mình chuẩn bị giàu rồi à? Úi giời, bố tiên sư nữa. Còn cái khá thế chứ. Cứ tưởng nó ế, hóa ra là nó kiên trì phấn đấu. Mình cháu bảo này. Thế chàng rể nhà chú ấy, nó là người nước nào nhỉ? Ừ. Chưa biết là người nước nào. À, chị Thu bảo anh đấy là người Nga. Người Nga. Úi giời. Nga ngày xưa là nước liên bang Xô Viết đấy, mà trong chiến tranh ấy Nga lại ở với phe ta, Tây mà lại ở phe ta, thế thì quá tuyệt vời rồi cái gì. Thế à, bố lạc hậu quá. Nước Nga bây giờ chuyển sang chế độ dân chủ tư sản như các nước Tây Âu và Tây Mỹ hết rồi. Ở đấy vấn đề ngay văn ngô là nó nằm ở chỗ đấy chú ạ. Thế nào thì bây giờ ấy, cái bọn ở mấy dân ở ngoài đường ngoài phố ấy, chúng nó thi nhau học tiếng Anh, chứ ai lại đi học được tiếng của mấy thằng Nga ngố đâu. Giời ơi, thế à? Dạ. Căng thế nhở? Thế bây giờ làm thế nào được? Trong họ nhà mình thì có mỗi mày là đủ trình độ để giao tiếp quốc tế với nó thì chứ còn gì nữa. Thôi rồi, để cháu nhớ lại thời mình cháu mới lên thành phố xem nào. Trước thì cháu đi xe ôm này, đi phụ hồ này, xong mãi sau rồi đi đạp xích lô, xích lô ấy, đi du lịch ấy, là cũng chở mấy thằng Nga ngố ấy. Thì đa đa xô là cảm ơn này, Elivalok là hình như là... Xin chào, xin chào. À, xin chào, xin đúng, chào. Đúng. Tao biết từ đấy. Đúng, không hỏi đấy. Sướng quá. Cháu đúng là một nhà thông cống.
nhà thông thái thời mở cửa của dòng họ này. Tuyệt vời, đẳng cấp. Đẳng cấp nhé. Nhưng mà anh Số ạ, theo như em biết ấy, tất cả người ngoại quốc người ta đều biết tiếng Anh. Bây giờ anh chỉ cần biết tiếng Anh là giao tiếp với người ta được rồi. À, rồi ơi, riêng về tiếng Anh đối với anh ấy, thì nó lại quá là đơn giản luôn. Như kiểu là hello là chào, goodbye là tạm biệt. Thế liệu nó có ra cái trò trống gì không? Hay người ta lại cười vào mặt cho ấy? Thím, đúng là chả biết cái gì. Nó là người Nga ngố, mình nói tiếng Anh nó mà không hiểu thì mình phải cười lại nó, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà con thấy bố và anh nói chuyện nó cứ kiểu gì ấy. Cái con bé này, mày chả hiểu cái gì về trình độ tiếng Anh à? Mày nói thế có khác nào khinh cái trình độ tiếng Anh của bố mày với anh mày à? Ừ, đúng rồi. Chả hiểu cái gì. Thôi được rồi, thế cứ như này đi Số nhá. Dạ. Chăm sự là chú Thím. Dạ. Nhờ vào cháu. Dạ. Hôm nào nó về đến đây cái á, chú Thím điện là phải có mặt ngay, nhớ chưa? Ui, nhớ nhất trí luôn. Ừ, thôi, trời tối quá rồi, có khi cháu phải chạy về xử lý lớp mấy ô đất đi. Ôi dồi ôi. Nếu không là nhắc nhở cháu ấy. Mới mua thêm đất à? Vâng, cháu thì lúc nào mình thả sẵn đèn. Ui, cứ mua thôi. Được rồi. Mình giao tiếp tốt đã. Thôi cứ về nhá, dạ, cảm ơn nhá. Cháu chào chú ạ. Ừ, về nhá. Ừ, bà, bà. Về nhá. Ừ, Ún, ở nhà nhớ thăm học tiếng Anh nữa nhá. Nhớ. Đấy, thấy chưa? Bà thấy không? Cái thằng Số trong họ nhà mình ấy, nó quan hệ rộng thế cơ mà. Ừ thì cũng may là có nó, không chả biết làm thế nào hết cả. Thế cần thế nào nữa, hai mẹ con nhà bà lắm chuyện. Đi vào nấu ăn đi. Dạ vâng. Dễ tay, dễ tay. Ôi trời ơi, oai lắm. Ôi, bỏng quá. Ôi giời, ôi sót hết cả chưa. Bà xem 8 rưỡi 10 giờ kém rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào nó về. Ông cứ bình tĩnh, tôi bảo con Cúc nó ra đầu làng đón rồi. Cái Cúc đi đón rồi à? Thế cái thằng Số nó đâu? Ôi, thằng này, thằng này. Rồi nhá. Cái thằng này cứ làm chú sót hết cả ruột. Mà em nhà mình về đi hả chú? Chắc là cũng gần đến nơi rồi. À đấy. Cúc có đi đón rồi. À thế ạ. Mà từ hôm nhá, mày về mày đã tập tiếng gì nhở ba nhở? Tiếng Anh. Đúng. Ôi giời. Chú mới ảnh thím yên tâm. Ừ. Tiếng Anh cháu về nó luyện đỉnh lắm rồi. Thế mày thử vài câu cho chú thím nghe rồi nào. Cháu thử nhá. Ừ. How are you? Cái gì thiếu? Thiếu đâu mà thiếu. How old are you? À. Ôi, có nghĩa là mày bao nhiêu tuổi? Thằng này khá. Tiếp. Tiếp. Ok. Ok là được rồi. Ok là được rồi. Ok. Còn cái câu mà goodbye ấy là thôi mày về đi. Này, tao cấm mày nói câu đấy nhá. Tao vừa mới đến mày bảo goodbye chết tao đấy. Câu đấy, sau tính nhận để sau, để sau. Thôi được rồi, vào trả chuốt qua đi trong để ra để đón dễ tây. Cháu ạ, cháu đẹp trai sẵn rồi, đúng không thím? Đấy. Trời ơi. Ôi, con về rồi à. Con chào bố mẹ à. Đón đi. Ngồi xuống đây xem nào. Dạ, cháu chào ba bác à. Trời ơi. Cái thằng rể tương lai nhà mình tưởng nó Tây nhưng mà nó lại ở phê ta, nó nói được tiếng ta. Hay quá chị cao. Dạ, bác nói gì cháu không hiểu. Này, hóa ra là mày cũng nói tiếng Việt tốt quá nhờ. Dạ, thưa bác, cháu là thông dịch viên tiếng Việt đấy ạ. À, tao hiểu. Thôi thôi, mọi người cứ ngồi xuống đã, để mình làm quen nhá. Sit down, please. Mà này, tao bảo, tao, đây là number, là số, là anh họ của em Thu đây. Còn đây gọi là bác nhà mình, Mr. Bất. Mr. Bất. Bố của em. Còn đây là Miss là mẹ đẻ ra của em Thu. Hóa ra là vậy. Xin chào. Xin chào Mr. Bud. Xin chào Tây Nga. Xin chào. Xin chào Miss Na. Mày đi cắn tao đấy ạ. Cái gì đấy? Không, bố mẹ bình tĩnh ạ. Anh ấy chỉ muốn thể hiện sự lịch sự của người nước ngoài thôi ạ. Đúng rồi. Theo phong tục của người Nga, người mẹ trong gia đình rất được tôn trọng. Cháu xin được hôn tay bác.
Thôi bỏ đi, ngại bỏ dư ra đâu rồi. Thôi, mọi người nghe cháu, ngồi xuống đã nhá. Đấy, để cho cái thằng MC số này nó nói. Chú lại ngồi à? Đứng rồi, số chắc nước đi. Dạ. À này, cái anh, cái gì nhỉ, Tây Nga cũng phải giới thiệu về bản thân, lý lịch trích ngang để nhà tôi còn biết chứ nhá. Dạ. Xin giới thiệu với hai bác, anh và em. Tên khai sinh đầy đủ của cháu là Ivan Kostsavin. Ivan Kostsavin. Không, Kostsavin. Savin. Ok. Dạ, dạ. Ui giời, tên gì mà khó nhớ thế? Có mấy chữ C. Bác cứ gọi cháu là Ivan được rồi ạ. Thế tóm lại tên là Van chứ gì? Không phải đâu mẹ, tên là nghĩa Ivan ạ, đơn giản thế thôi mẹ ạ. Bố mẹ hiểu rồi. Họ Y, tên Van đúng không? Chuẩn Tây luôn. Dạ. Trông cái vóc dáng khá đấy. Cao to, đẹp trai. Mắt xanh, mũi lõ. Dạ. Này. Dạ. À cái gì nhỉ? Ivan. Dạ. Thế đã quen em Thu lâu chưa? Dạ, cháu mới quen được em Thu có một... Cái gì đấy? À, bọn con mới quen nhau được gần một năm thôi ạ. Gần một năm thôi ạ. Hiểu rồi. Đúng đấy ạ. Vừa mới quen nhau lâu rồi. Thế Ivan này. Ivan cũng ở đây lâu rồi đúng không? Đúng rồi. Thế thì theo như Ivan thấy thì là con người này, đồ ăn thức uống ẩm thực này, phong tục tập quán của Việt Nam bọn tao ấy, thì theo Ivan mày thấy thế nào? Thích lắm. Con người Việt Nam hiền hậu, dịu dàng, giản dị. Beautiful. Con gái Việt Nam ấy thì vừa nhỏ nhắn, xinh xắn, chứ không có to phỏng béo phao như là gái châu Âu. Nhưng mà phải cái là mũi tẹt. Mày nói đúng Ivan ạ, con này mũi tẹt. Anh à? Anh nhìn anh đã đúng à? Đang thấy trêu em. Thế anh Ivan có thích ăn Tết quê ở Việt Nam không ạ? Tất nhiên rồi. Lần này được về ăn Tết cổ truyền Việt Nam, Ivan rất là thích thú. Ivan có ăn được các món ăn của Việt Nam không? Dạ, thưa Miss Na, Ivan ở Việt Nam lâu rồi nên cũng đã quen với những món ăn ẩm thực của Việt Nam. Như là dưa cà, bún đậu chấm mắm tôm. Ivan ăn được tốt. Này, Ivan này, nếu thế thì Ivan khác gì người Việt Nam nữa đâu. Không còn một cái khoảng cách nào nữa nha. Này Thu, thế thằng này nó là người Việt kiều nước nào mà sao nói khó nghe thế? Anh, sao lại gọi anh họ em là thằng? Mà anh ấy người Việt Nam chứ có phải Việt kiều đâu. Thế à? Mà thằng khốn Ivan này nhá, tao nói cho mày biết đấy. Tao ấy là tao hơi chạy cái mặt mày rồi đấy. Mày có biết không? Tao mà không sức mõm mày nhá, tao phải nẹ vai nhất cái nước Nga của mày nhá. Bớt giận. Sorry. Ma vừa bẩn mùa lao vô này ôi. Thôi số ơi, Tết nhất đến nơi ở dĩ hỏa vì quý. Cháu của cháu lẻ chú lắm ấy. Thôi. Anh Van này. Dạ. Thích cái món mà hút thuốc lào rồi hãm trà xanh, anh có chơi được không? Thuốc lào hả? Thuốc lào đấy. Đúng lúc cháu đang thèm, bác có cho cháu xin một bí. Có chứ. Cô này, lấy cho bác. Thuốc lào. Nhanh. Lấy đi. Nhanh như bây giờ. Này. Dạ. Thế này là hút lâu chưa? Từ khi đến Việt Nam, biết đặc sản thuốc lào, ngày nào cháu cũng phải làm một bí. Cho cháu xin. Số. Về cho nó. Đúng. Này cháu. Đập. Ok, châm đi. Mày nhớ phải bú hết cỡ nhá. Đây. Đấy, ý trời. Rồi, chuẩn bị nhá, thằng Ivan. Châm đi lâu quá. Tài nào. Châm đi. Bú con vào. Tương lai của tôi mẹ. Úi giời. Mạnh vào nữa lên. Úi giời. Cháu xin. Xin mời.
Ơ kìa anh Ivan, anh Ivan. Tưởng là sợi dược thuốc lào Việt Nam à? Ngu ngốc. Ôi dồi ôi, ông ơi, nó bị làm sao vậy? Hình như nó bị động kinh á. Bà nào ấy, nó là xài thuốc lào ấy, động kinh gì? Ôi dồi ôi, đúng cảm nhận. Xài thuốc lào nó không như thế đâu. Nó bị động bình thật đấy. Ôi dồi ôi, anh Ivan ơi, anh Ivan, anh bị làm sao thế này anh Ivan? Ôi dồi ôi, tôi chết rồi rồi. Anh Ivan ơi, anh tỉnh lại đi, em xin anh đấy. Làm sao bây giờ anh Ivan? Anh làm em sợ hết cả hồn. May là không sao đấy. Thế bây giờ anh đã tỉnh hẳn chưa? Ơi, tỉnh táo hẳn rồi. Công nhận thuốc lào của bố em thượng hạng. Ngon thật đấy. Thế nếu bây giờ cho hút, anh có muốn hút nữa không? Không, say lắm. Ồ, mà cánh đồng quê hương em đẹp thật. Chả bù cho nước Nga. Quanh năm toàn tuyết, lạnh lắm. Thế anh có muốn xuống chơi không? Ồ, cũng hay. Thế mình đi xem thử đi. Nhá. Công nhận, không khí Tết cổ truyền quê em ấm cúng thật, làm anh quên mất nhiệm vụ làm cát ca đưa của mình, giống như là đang thật vậy. Gớm, Việt kiểu gì mà cũng lém lỉnh thế. Này, Thu này, anh hỏi nhá, Thu thấy anh thế nào? Ờ, thế nào là thế nào? À, thì ý anh hỏi là có giống như hình tượng mà Thu đang tìm kiếm không? Ờ... Sao anh lại hỏi em thế? À, ừ thì tại anh cũng thấy thích không khí ở quê em. Và anh cũng muốn được ở đây luôn, không phải bên kia nữa. Anh thích thì anh cứ ở lại thôi. Nhưng mà em thấy ở quê có gì vui đâu, sao anh lại thích? À, tại vì ở đây có em. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa đâu, em kệ anh đấy. Ơ kìa, Thu. Đợi anh đã. Thì đấy, tao cay đấu để theo đuổi bao nhiêu năm nay nó không yêu mình, đi yêu cái thằng ở đổ đâu về. Mà mày xem có cách nào giúp tao không? Cách à? Ôi, ê, 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 nó kìa. Cái thằng bồ em Thu kìa. À, hóa ra là nó à? Nhìn bình thường, có cái đách gì hơn tao đâu. Mà có khi cái tao có, nó lại còn không có cơ. Thì cái nó có, anh lại không có. Cái gì nó có mà tao không có? Là chị Thu đấy. Thế thì tao mới cày đấy. Mày ra lôi cổ nó vào đây, để tao cho nó biết em Thu là của ai, hiểu chưa? Vâng, mày ca để em. Ok, ok, ok. Ok, thank you, thank you. Hello? The last of which, hello, hello, hello. Vào đây với tao. Đi đâu mà anh? The last of which. Xin chào anh. Thế là mày biết nói tiếng Việt à? Ừ, biết chứ. Tôi rất thích tiếng Việt. Tuy tiếng Việt phong phú nhưng mà tao lại thích nói. Tao nào? Tôi thích nói tiếng Việt. Thế thì tốt rồi. Mà mày về đây làm gì? Lấy vợ à? À, ừ, đúng rồi. Tôi về đây để lấy vợ. Thế mày sang Việt Nam lâu chưa? Tôi cũng ở Việt Nam một thời gian rồi. Căng nhỉ. Thế mày học tiếng Việt lâu chưa? Tôi cũng biết khá khá. Thế mày yêu cái Thu lâu chưa? Mới à? À, yêu lâu rồi, lâu rồi. Lâu rồi cơ à? Ừ. Căng. Thế trong cái thời gian yêu nhau thì chúng mày đã làm gì nhau chưa? Làm gì là làm gì? Sức con người Việt Nam tò mò thế nhỉ? Làm rồi, làm một vài thứ rồi. Cái này thì hỏng rồi. Mà thôi, tao bảo. Gì? Chẳng qua lúc ấy là tao hỏi dò mày thế thôi. Sao lại hỏi do à? Im! Tao bảo cho mày nghe này. Ông Bất ấy, bố con Thu là người lắm nghĩa nhiều trước. Thế mày có chắc là mày vượt qua được cửa ải của ông ấy không? Vượt qua chứ. Vì tình yêu, tao vượt qua hết. Cũng được. Thế nhưng mà tao nói cho mày nghe này. Tao cũng yêu Thu.
Đấy. Thế nên là tao mày cạnh tranh công bằng. Thi đây. Cái gì? Thi? Ừ? Thi cái gì? Thi thố đây. Nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Nếu đứa nào thua ấy thì phải rời bỏ em Thu, không được tán tỉnh em ấy nữa. Còn đâu đứa nào thắng thì đồng nghĩa với việc là sẽ làm người yêu của em Thu. Thế nhưng mà tại sao tao phải thi thố với mày trong khi tao đang là người yêu của em Thu? Tại vì tao là trai làng, mày có đi không? Có. Này, cái ông kia, tôi là món hàng để cho các ông mang ra cá cược đấy à, hả? Không, bọn anh giao lưu tí mà. Mà tiện của em đây nhá, anh cũng nói luôn cho em biết là cái thằng Tây này không bao giờ có thể bằng anh được, hiểu không? Đúng 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 rồi ấy chị ạ. Này, tôi nói cho anh biết nhá, người tôi chọn là anh ấy. Anh đừng có cậy là trai làng mà bắt nạt bạn trai tôi. Bắt nạt hồi nào? Còn anh nữa, đứng gần người đấy làm gì? Đi về. Anh không thể về được. Sao thế? Anh còn phải thi. Thi gì? Vì em, anh có thể làm tất cả mọi chuyện, kể cả thi với cái thằng này. Nhìn cái thằng Tây trông thế mà nó có chí khí đáo để. Thôi, không có thi thố gì hết nữa cả. Đi về, đi về anh. Ê, Thu cứ yên tâm. Vì Thu, anh sẽ làm được. Cũng tiện đây, anh muốn trau dồi thêm kiến thức về tiếng Việt. Nào, cái thằng dâu dài bụng to, ra đề đi. Được. Tiện có em Thu ở đây. Em làm trọng tài luôn cho bọn anh. Mấy cả đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh mà nhắc bài cho thằng ấy nhá. Đúng rồi đấy. Mày biết cái gì mà nói? Thằng này, tao nghe nói là mày giỏi tiếng Việt lắm đúng không? Đúng rồi. Tao sẽ ra đề như thế này. Cái từ chết ở trong tiếng Việt á, quên của tao ạ. Thì có bao nhiêu từ đồng nghĩa với nó nữa. Chết à? Chết là không còn sống nữa, là qua đời, là từ trần. Còn gì nữa không ấy nhỉ? Thế nào? Đuối từ rồi à? Cấm được nhắc nhá. Ồ, thế còn từ gì nữa hả? Nghe đây này, giỏng tai lên mà nghe nhá. Tử vong, tự sát, tự tử đều là chết. Tự vẫn từ trần qua đời cũng là chết. Hy sinh tiêu đời cũng là chết. Nhắm mắt cũng chết, sùi tẩy cũng chết. Mà đứng chọc cũng chết, khuất nối cũng chết. Tắc thở cũng chết, đi rồi cũng là chết. Đấy, toi rồi cũng chết, đi bán muối cũng chết. Ngùm củ tỏi cũng là chết. Đắp chiếu cũng chết, trầu trời cũng chết, tha thiết cũng chết. Đấy, xuống địa ngục cũng chết. Tiếp theo là theo ông bà về tổ tiên gặp Diêm Vương cũng là chết, băng hạo chết, vĩnh biệt cũng chết, lìa trần cũng chết, hóa kiếp lai sinh cũng chết, ra đi ngàn thu thì cũng chết, lên thiên đàng cũng chết, xuống địa ngục cũng chết, nói chung là đều chết hết. Em đã thấy sự lợi hại của anh chưa? Anh làm sao thế ạ? Không sao, mà công nhận ông anh này giỏi thật đấy, tôi xin thua kèo này. Ôi sợ quá. Chả thế thì không à, mày thua rồi á thì đừng có mà lởn vởn tán em Thu của tao, nếu không á tao cho mày nếm trải tất cả những gì tao vừa nói lúc nãy đấy nhá. Thôi đi. Anh là cái đồ ăn gian. Điều. Đừng hỏng bắt nạt bạn trai tôi. Còn nếu không á, anh sẽ là người nếm trải những cái từ ngữ mà anh đã từng nói đấy. Đúng rồi. Đi về. Này Thu, cái thằng ấy nó thua rồi. Vận của bọn anh ấy thì phải xem tình hình thế nào nhỉ? Mau nộp tiền nộp phí ấy. Đúng rồi, nếu không có tiền thì để người ở lại cũng được. Đúng rồi. Mất thời gian quá, anh tránh ra tôi đi có việc rồi. Cô em không thoát khỏi tay của anh đâu, phải không? Mệt thế nhở, tôi đã bảo các anh tránh ra đi. Bao ngày mân mật mà dám bày đặt cướp bóc ở đây à, hả? Làm sao? Như nào? Đinh mật à? Hai thằng kia. Giữa ban ngày ban mặt, chúng mày đừng bắt nạt vợ tao. Hãy xem tao đây. Thằng này, đứng lui ra. Thằng kia, vào đây. Mày vào đấy. Vào. Ai múa này? Mày đi giữ người ở lại à? Hả? Em. Anh Ivan, anh có làm sao không? Sao lại đánh anh? Kìa. Bỏ nó đi. Anh Ivan ơi, có làm sao không? Không sao. Vì Thu, anh có thể chịu được. Em xin lỗi. Ai ôi.
Chị Thu à? Chị có ở nhà không đấy? Ok, em sang luôn, đợi tí nhá. Đâu? Có phải Đào không? Vào chú bảo. Ơ, chú là... Chú xỉu đấy. Xỉu? Xỉu nào ạ? À? Con bé này mày nhanh quên đấy nhở? Ngày xưa tao sang nhà mày lúc mày bé bế mày suốt. Mày có phải Đào con bà Mận làng bên không? Thì đúng, nhưng mà chú làm gì cứ oang oang cái mồm sợ thế. Thì chú phải nói thế thì mày mới nhận ra chú chứ. À, chú có phải chú xử nát chuyên đóng gạch ở đầu làng không? Đúng rồi. Mày ngồi xuống đây chú nhờ đi. Tết nhất bao nhiêu việc, cháu làm gì có thời gian ngồi xuống để nói chuyện với chú. Con bé này buồn cười, mày cứ ngồi đây đã xem nào, vội đi đâu. Thì có việc gì ạ? À? Cái Thu ấy, con nhà ông Bất ấy, mới dẫn thằng người yêu về nhìn kháu đáo để nhờ. Vâng, thì sao ạ? À thì... cái chuyện là chú chót thích cái Thu ấy, tán mãi không đổ, bây giờ nó quay xe để. À, cái chuyện này thì cháu cũng biết, nhưng mà tưởng là ai, hóa ra là chú Sửu đây à? À, tự nhiên bây giờ nó dẫn người yêu về cày đảo để. Ờ, chú buồn cười, chị Thu chị trẻ trung hơ hớ ra như thế, phải có người yêu đẹp trai chứ. Mà chị chả có người yêu thì cũng chả đến lượt chú đâu. Ui, mày cứ nói đấy, tao già nhưng mà tao vẫn mặn mà nhá. Mấy cái thằng Tây mưa lõ làm sao ăn tao được. Bây giờ nhá, con gái là yêu bằng tai với bằng mắt. Cứ đẹp trai với cả học thức rộng á mới có cửa chú ơi. Tao ấy là cũng giỏi đóng gạch nhá. To, khỏe, gánh vác được mọi chuyện trong gia đình. Năm nay thì xây dựng nó nhiều. Tao bán được ối tiền gạch ấy, mày tưởng à, đừng có đùa. Nhưng mà làm sao bằng lấy chồng Tây được hả chú? Chú chưa nghe câu lấy chồng làm ruộng ăn khoai, lấy chồng ngoại quốc thì oai nhất làng à? Đấy, Tây mới trả tàu, oai cái đất gì? Thôi, cháu không nói chuyện với chú nữa đâu. Thế chú hỏi xong chưa để cháu đi có việc đây. Tờ, bây giờ mới vào vấn đề chính ấy này. Chú định nhờ mày phá đám chuyện tình cảm của hai đứa nó cho chú. Cần bao nhiêu tiền, chú đưa. Ai, cháu không làm đâu. Cháu với chị Thu là chỗ họ hàng đấy, chú còn bảo thế. Thì làm sao? Ý chú á, là chỉ cần mày làm chậm cái quá trình chúng nó yêu nhau lại thôi. Để chú còn có cái cơ hội cuối cùng tỏ tình với chị Thu mày. Cháu chịu, chị Thu mà biết á, chị cắt cổ. Làm sao mà biết được, chuyện này chỉ có chú biết, mày biết, rồi biết đất biết. Không nói thì làm sao mà ai biết. Thôi coi như là chú xin mày đi. Chứ chú nói thật là chú theo đuổi chị Thu mày mấy năm trời rồi. Bây giờ tự dưng đi dâng cho thằng khác chơi, chú không đành lòng. Ôi, mệt thế nhở. Thôi được rồi, thế bây giờ làm nào à? Chú rồi nhá. Làm theo cách của chú được, lại như vậy. Ơ chị Thu, chị đi đâu đấy? Con bé này, đã hẹn như thế rồi, chờ mãi không thấy sang, chị còn đang định đi có việc đây. À, tại vừa nãy ở đầu làng em có tí việc nên mới sang đây muộn chứ. Bảo sang là em sang mà. Ừ, thế có chuyện gì? Thì em sang để hỏi xem tình hình có ổn không mà. Chị chẳng biết là như thế nào, nhưng mà đang thấy dở quá đây này. Ơ, sao thế? Thì ông bà đang giục cưới loạn hết cả lên rồi. Ơ, thì cưới thôi. Đằng nào chị chả đang tìm người yêu. Không được, chị với Ivan làm gì có tình cảm đâu, làm sao mà cưới được. Thì chưa có tình cảm, bây giờ thử yêu nhau sẽ có tình cảm thôi chứ sao nữa. Không, chuyện đại sự đâu thể tùy tiện thế được. Thế bây giờ chị muốn tìm hiểu gì về ông Ivan nào? Thì ít ra là mình cũng phải biết về gia cảnh với cả bản thân của ông ấy như thế nào chứ. Trời ơi, thì gia cảnh nhà ông ấy cũng tốt này, gia đình gia giáo, điều kiện cũng ra gì đấy. Và ông ấy như thế nào thì chị tiếp xúc là biết thôi. Chị vẫn thấy nó làm sao ấy. Mà tình yêu thì phải đến từ... Từ đâu? Từ gì mà chị chưa yêu bao giờ, làm sao mà diễn tả được. Từ hai phía bà. Ờ, đúng, từ hai phía. Thì bây giờ chị cứ tìm hiểu đã xem thế nào. Bố mẹ chị mà giục cưới nhá, mình có thể xin thêm thời gian được cơ mà. Ồ, mệt ghê á. Đang yên, đang lành. Mà nếu ông bà không giục chị á, thì chị cũng chẳng muốn lấy chồng đâu. À đấy, nói mới nhớ, cái ông xỉu chủ lò gạch chính là ông xỉu nát ngày xưa hay sang nhà em ấy chị ạ. Ơ thế à? Vâng, ai đời gì 40 tuổi đầu rồi vẫn chưa chịu lấy vợ, lại còn bày đặt thích chị. Ui, chắc là bị hâm ấy mà.
Hôm trước ấy còn bắt nạt Ivan, may là chị ra kịp đấy. Ủa thế cơ á chị? Thế nhưng mà nghĩ cũng tội, chị đã thử một lần nói chuyện với ông ấy chưa? Thôi, người gì đâu mà trông đã sợ rồi, ai dám bắt chuyện với chứ. Mà mỗi lần ấy, chị nhìn thấy hàm răng cái bộ râu của lão ấy là về mất ngủ luôn. Ôi giời ơi, cái quan trọng là bản chất con người, chứ còn mấy cái bề ngoài đấy thay đổi được hết mà chị. Mà thôi, kệ lão ấy đi, hay là trưa sang nhà chị ăn cơm, bây giờ để chị đi chợ nhá. Thôi ạ, bây giờ em sang nhà bạn em tí rồi cũng về luôn ạ. Ừ, thế thôi, hẹn gặp lại em sau nhá. Dạ vâng, chị đi nhá, bye bye. Ủa rồi, khiếp, chú làm cái gì thế? Mày đi thì đi nó vừa vừa, đi rõ là xa ấy. Thì cháu phải đi xa ra đây, không chị Thu để ý chứ. Thế chú đã nghe kỹ chị Thu nói gì chưa? Tao cũng nghe kỹ rồi. Đấy, các cụ đã bảo rồi, cái răng, cái tóc là gốc con người. Chú để lại ừ. Thế nhưng mà tao mãi thế nó quen rồi, không bỏ được. Không bỏ được à? Thế thì thôi, đừng có mơ có được chị Thu nhá. Cháu đi về đây. Ê này, từ đã. Thì sao nữa? Thế bây giờ phải thay đổi như thế nào? Bây giờ nhá, chú phải thay đổi quần áo, tóc tai, râu ria. Nói chung là bỏ thuốc lá. Đấy, bao giờ chú làm được những cái đấy thì nói chuyện với cháu tiếp, ok? Thu ơi! Thu! Ai đây? Anh đây! Anh sang đây làm gì? Thì anh sang gặp bố em. Thế bố em có nhà không? Anh gặp bố em để làm gì? Anh sang biếu bố em ít quà Tết. Tiện thể xin phép bố em cho anh với em đi lại với nhau luôn. Vớ vẩn! Anh mang quà về đi, bố em đi vắng rồi. Ý kìa em, chả mấy khi anh sang đây anh được gặp Thu, cho anh đứng đây nói chuyện với em một lúc nhá. Em không có rảnh để nói chuyện với anh đâu, em đang bận chút việc, anh đi về đi. Thu, em định lấy thằng Tây kia thật đấy à? Không phải việc của anh. Em nghe anh nói này, các cụ nhà mình đã bảo rồi, trâu ta ăn cỏ đồng ta, dù tươi dù héo thì cỏ nhà vẫn hơn. Khổ quá. Tôi yêu ai là việc của tôi, tại sao anh phải xía vào làm gì nhở? Tại anh theo đuổi Thu lâu rồi, mà Thu chẳng ngó ngàng gì tới anh cả. Thu cho anh một cơ hội nhá. Ui giấy ạ, tôi mệt mỏi quá, tôi không lấy ai, được chưa, mời anh về cho. Thế là em không lấy cái thằng Tây này nữa à? Cầm túi máy nhá, anh về. Thế là mình có cơ hội nữa rồi. Ôi giời ơi, Ivan ơi, có thấy chợ ở bên Việt Nam đẹp không? Market very nice. Rất đẹp. Hoa đẹp quá nhỉ. Ivan có biết đây là hoa gì không? Thế đây nó là hoa gì? Đây là hoa cúc má mì đấy. Đẹp quá. Thôi đi nhà. Thế để đi. Đẹp quá. Đây đi bên này. Ở bên này. Ôi, cá to quá. Này, con cá này to quá, nếu mà mang về nấu với dưa, uống rượu thì chấm hết. Thu ơi Thu, cái thằng Ivan nó mà mua con này, theo cả họ nhà mình ăn chả hết. Vâng, đúng rồi bố ạ. Được rồi, để Ivan mua tặng bố vợ một con, bán cho cháu con to nhất. Ôi trời ơi, bưởi của bà chủ to thế. Cảm ngon quá. Cho mua cam đi. Mà em cụ mua cam, cam con nhiều lắm lắm cụ ạ. Bao tiền một cái cân cam 10.000 này? 14.000 một cân cụ. 14.000 cân cam 10.000. 14.000 nhặt cho bố 2 cân. Lấy đi. Nhà này ấy là lấy được rẻ tay, nên là hôm nay mua hết cái chợ này luôn. Đúng rồi. Ivan chi tất, bố vợ cứ mua thoải mái đi. Ăn quà không? Có. Làm thôi, nào đi. Bố à, vẫn quen cái thói ăn quà vặt từ ngày chưa đi chợ ấy bà mày. Ngon quá bố vợ. Này con rể Ivan, mày thấy cái không khí chợ Tết ở Việt Nam thế nào?
Công nhận, chợ Tết Việt Nam vui thật đấy. Người người đi chợ sắm Tết từ rất sớm, bà con có vẻ đoàn kết, em nhỉ? Trên đường đi lễ xuân cuối năm. Để mình đang đi chợ Tết đầu năm. Chú Bất à, em Thu, à? Gia đình mình đi đâu mà vui vẻ đấy? À, chú vừa đi chợ Tết để sắm ít đồ về ăn Tết cùng với hai đứa. Thế mày đi đâu đấy? Cháu đi tìm một nửa đời mình ấy mà. Đi tìm một nửa à? Vâng. Mà quái, mày tìm kiếm cái kiểu gì mà tìm 40 năm vẫn chưa thấy thế hả con? Chú cứ nói đấy, chú điêu nó phải điêu vừa vừa ấy. Cháu mới đi tìm được có 20 năm thôi. Ây ơi, 20 năm. Thế mày nghĩ tao lại không biết mày bao nhiêu tuổi à? Bố ơi, chắc là định cơ rừng làm nghé mà. Ý, cơ rừng làm nghé đây mà. Ê, chú mẹ chả biết cái gì rồi. Đó. Cháu năm nay 40 tuổi thật. Thế nhưng mà 20 tuổi cháu mới biết yêu. Thế lúc đấy mới đi tìm một nửa của đời mình chứ. À đúng rồi. Ôi giời ơi. Chú nhầm. Chả thế. Ô thế này xỉu này. À, chính ra là chú cũng mới yêu được có 30 năm thôi nhỉ? Vâng. Ở đây. Ô, thế đi tìm một nửa đời mình là tìm cái gì vậy? Rồi ạ. Tìm một nửa của đời mình có nghĩa là tìm vợ hoặc là chồng của mình ấy. Ôi, ngôn ngữ Việt Nam phong phú quá. Tìm vợ thì nói là tìm vợ, lại còn một nửa đời mình. Úi giời ơi, nó còn phong phú nữa. Dạ. Ivan từ từ mới hiểu được. Dạ, cháu sẽ từ từ tìm hiểu. Chú có biết không? Cái lúc mà cháu đôi mươi á, là đúng cái lúc mà khi vừa biết yêu, cháu đã vội yêu một người. Thôi, úi giời ơi, cái thằng này mày cứ sến sẩm suốt đấy. Mày tưởng có mỗi mày là biết yêu rồi hả? Hả? Chú Bất này. Gì? Cháu nói thật với chú nhá. Từ lúc ấy mà cháu gặp được em Thu nhà mình đây, là cháu thề cháu không yêu thêm một ai nữa. À, lão. Lão quá. Thằng này nó quá lão. Này, tao nói cho mày biết nhá. Cái hạng người như mày á thì làm sao được yêu được con gái của tao đây hả? Mày có biết đây là ai không hả? Mày nhìn lại mặt hàng đi. Con dê tương lai của tao đấy nhá. Việt Kiều đấy. Ơ, con dê là sao thế ạ? Là con rể đấy. À. Bố ơi, cái lão này mấy lần làm phiền con rồi đấy ạ. À, có chuyện đấy à? Vâng ạ. Thôi, hả? Ai cho mày dám lén phén với con gái tao hả? Chú cứ nói thế. Cháu lén phén con gái chú được hồi nào? Chẳng qua cháu chỉ muốn gặp bày tỏ tình cảm chứ. Mày đừng có mà vớ vẩn. Cái con Thu nhà tao ấy, nó sắp cưới rồi. Mà các cụ nói là ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa. Thôi đành hẹn trong ý mơ. Bác hát hay quá, hay quá. Cảm ơn. Chú này. Cái gì? Cháu nói thật với chú ấy là cháu theo đuổi em Thu nhà mình cũng lâu lắm rồi. Hay là chú cho cháu một cơ hội đi. Bố, hôm nay ở đây ba mặt một lời. Bố giúp con phân xử vụ này đi ạ. Được rồi, để bố. Này, tôi nói cho nhà cái anh xỉu biết nhá. Vâng. Nhà tôi ấy là nổi tiếng vì truyền thống thi ca. Còn nhà anh ấy thì lại nổi tiếng về truyền thống đóng gạch. Vậy thì làm sao mà tương xứng với nhau được? Ồ, thế thi ca là cái gì thế hả Thu? Thi là thơ. Ý bố em là muốn làm thơ ấy. Đúng rồi. Làm thơ hả? Anh cũng có đọc nhiều thơ Việt Nam nên cũng biết chút ít. Này, cháu nói cho chú biết nhá. Chú hơi bị sai lầm rồi đấy. Đóng gạch là một nghệ thuật. Mà người đóng gạch cũng là một nghệ sĩ đấy. Úi giời, nghệ sĩ cơ đấy. Thôi được rồi. Hôm nay ta sẽ cho mày trổ tài. Vâng. Để xem trình độ mày đến đâu nhá. Ok luôn. Rồi. Thằng Ivan. À quên. Anh Ivan. Anh cũng hay đọc thơ của Việt Nam đúng không? Dạ đúng rồi. Thế có biết vịn thơ không? Cháu cũng biết đôi chút. Chút là chút thế nào? Mày phải đối thắng đó chứ không mà mày mất vợ như chơi đấy. Ôi, nghiêm trọng vậy à? Chả thế thì không à hả? Thế mày không nhìn thấy cái thằng đấu sĩ bò tót này, nó đang hừng hực khí thế để nó thi đấu với mày, để nó cướp vợ của mày à? Thôi được rồi, bác cứ tin tưởng ở cháu. Ừ. Hôm trước cháu vừa thua nó một kèo, hôm nay cháu phải gỡ lại. Úi giời ơi, tốt,
tinh thần nó như thế thì nó mới đáng mặt là con rể của ta chứ. Dạ. Ê, bây giờ chú muốn thử thách như thế nào? Ơ kìa bố. Gì? Con có phải trò đùa đâu mà mang ra để thi với thố. Nhỡ thua thì sao? Dạ ơi, con cứ yên tâm nhá. Để đây bố. Giờ là như thế này này. Cả hai anh đều có một cái điểm chung. Đó là thích con Thu nhà tôi. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng ở hai anh nó lại có rất nhiều điểm khác biệt. Hả? Khác cái gì ạ? Ý chú là chú xính hàng ngoại chê hàng Việt chứ gì? Chê cái tiền thư nhà mày ạ. Ý tao ấy là cái nền văn hóa của nước Việt và nền văn hóa của nước Nga nó có rất nhiều điểm khác nhau. Rồi. Đấy. Bây giờ chủ đề thơ của tao ra sẽ như thế này. Dạ. Hai anh mỗi người sẽ làm một bài thơ để tán con Thu nhà tôi. Mà trong bài thơ đó nhá, sẽ phải có những cái nét đặc trưng này, những cái thuần phong mỹ tục riêng của quê hương mình đưa vào trong đó. Ai đưa được vào nhiều hơn, người ấy sẽ chiến thắng. Ồ, bố em ra để khó thế. Anh cố mà thắng đấy nhá. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Đã hiểu. Như thế thì chú lại yêu tiên cháu quá. Nghĩa là hiểu đề rồi đúng không? Dạ. Ừ, hiểu rồi thì bắt đầu và chúng ta đi tìm ai là con rể. Này! Hả? Hai cái thằng này! Thế bây giờ đối thơ chứ không phải đấu vật đâu mà chúng mày lên gần ghê chết rồi đấy. À, đấy. Cháu quên đấy. Cái thằng kia, ra đòn đi. Vâng, bác mấy em chuẩn bị nghe nhá. Nhớ Thu như nhớ thuốc lào. Chôn cái điếu xuống lại đào cái điếu lên. Ờ, hay. Đúng món chú thích. À chết, mình nhầm, mình ở bên phe thằng Ivan. Này, ra đòn đi. À, bác nghe cháu nhá. Liên Xô phải có tuyết rơi. Yêu thứ cháu quyết sẽ chơi đến cùng. Được. Ivan giỏi quá. Tuyệt vời, thằng này khá. Thằng này, mày thích chơi đến cùng đúng không? Nghe đây này. Thịt cầy phải có mắm tôm. Yêu Thu phải có vài hôm tỏ tình. Rồi hôm phải đứng để dình. Chờ Thu đi tắm rồi mình... Thằng này. Này. Mày ăn nói cái gì đấy hả? Mày mất dạy cho vừa rồi nhá. Anh gì tôi lúc nào ấy hả? Láo à? Láo quá. Khổ quá, chú mấy em cứ bình tĩnh đấy. Cháu đã nói xong đâu. Chưa mày, gì đã nhảy vào mồm. Mày đọc nốt về kia đi. Đọc nốt. Chờ Thu đi tắm rồi mình... Không xem. Đúng rồi. Cứ vớ vẩn nhá. Mày lại thế còn nghe được. Không có đập vào mặt mày ạ. Nào. Ừ, quá. Ivan. Vâng. Bác để cháu. Sao thơ càng ngày càng khó thế này? Chơi đi con. Anh Ivan, cố lên. Được rồi. Để anh. À, có rồi. Uống rượu phải có vodka. Đúng. Yêu Thu yêu cả thằng cha của nàng. Này. Quý hóa quá. Anh, sao anh lại đối thế? Ô, anh sai chỗ nào hả Thu? Sao anh lại bố em là thắng? Ôi giời, mày dạy tiếng cho nó cái kiểu gì đấy à con? Thôi chết, cháu xin lỗi bác. Để anh sửa lại đi. Ừ, để anh sửa lại luôn. Uống rượu phải uống vodka. Yêu Thu yêu cả mẹ cha của nàng. Đấy. Đúng rồi, anh Ivan giỏi quá. Nó phải thế chứ. Này, chịu. Mày thấy thằng Ivan nó đối thế có hay không? Nào, tiếp đi. Gọi bố người yêu là thằng cha kinh đó. Mày không phải kháy nha, đối đi. Vâng, cháu đối đó. Nhà này này. Việt Nam có Tết cổ truyền. À. Yêu Thu anh có con thuyền tình yêu. Dù cho dông bão liêu siêu nhưng anh vẫn quyết làm liều cưới em. Hai. Đối đi con. Nước Nga thì có Lenin. Em Thu đồng ý, cháu xin làm chồng. Hay. Dù cho bão táp mưa giông, cháu đầy nhất quyết sẽ không bỏ về. Không ngờ
ngờ anh Ivan lại giỏi như thế đấy. Cảm ơn bác, cảm ơn Thu. Mày thấy chưa? Mà thôi được rồi, để bây giờ nó đi nhanh đến cái đích hơn ấy thì sẽ không đối thơ nữa, mà mình sẽ thi nói vần. Nói vần là như thế nào? Nói vần là như thế này, để ta ví dụ luôn cho nhá. Vâng. Anh quê ở Vĩnh Phúc, anh mong Thu hạnh phúc. Cháu thích cái trò này. Cháu chấp cái thằng kia luôn. Nhà cháu chuyên đóng gạch à. Mong em Thu đừng hại vạch. Anh ấy, nói anh ta anh tin cái gì đấy? Hai vạch là thế nào hả Thu? Ý là nó muốn chúng mày không có con ấy. Ôi giời ơi, thế này thì láo quá. Láo quá. Bác để cháu ra đòn đi. Cháu đây chuyên thông dịch, đập chết mọi tình địch. Mẹ con đây. Này, mày vào đi. Mày làm tao à? Thôi. Hai cái thằng này, chúng mày cứ loạn hết cả lên, tao đuổi hết chúng mày về bây giờ đấy. Loạn thế cũng được. Thôi được rồi, bây giờ tao tuyên bố như này. Như nào? Chú nói đi, cháu thắng đúng không? Anh đừng có mà mơ. Anh Ivan đây giỏi hơn, bởi vì anh ấy là người Việt kiều. Con Thu nó nói đúng ấy. Xỉu ạ. Cháu rất tốt, nhưng mà chú rất tiếc. Chú ăn chơi hơi lỏng lẻo đấy nhá. Cháu với nó tìm với nhau đang ngang ngửa, chú xử cháu thua là thế nào? Thế này xử ạ. Vâng. Chú cũng biết là mày có tình cảm với con Thu nhà chú mấy năm nay rồi. Vâng. Nhưng giữa hai gia đình nhà mày và gia đình nhà chú, nó có một cái mà nó không thể nào nó hòa hợp được. Chú nói thế là thế nào? Cháu chả hiểu gì cả. Kìa bố, có chuyện gì thế ạ? Cái chuyện này thật ra là nó hơi tế nhị. Chú cứ nói đi, cháu giải quyết được hết. Thế cho chú hỏi nhá. Vâng. Bố mày tên là gì? Bố cháu tên Nhân. Ừ, thế bây giờ mày cứ thử tưởng tượng xem. Tao là Bất. Bố mày tên Nhân. Vâng. Không sao đâu. Ôi trời ơi, hai ông thông gia mà lại tên là Bất Nhân thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa hả con? Mấy là còn chưa kể đến nhá, bố của chú tên là gì? Tên là Quân. Thế bây giờ ghép lại thành Quân Bất Nhân. Ôi trời ơi, Quân Bất Nhân à? Tí hỏng bố nó rồi còn đâu nữa. Thế cho nên ấy, là mày đừng mơ tưởng nữa con ạ. Cái Thu ấy, nó là của thằng Ivan rồi. Quân Bất Nhân à? Bất Nhân là cái gì thế hả Thu? Là người độc ác ấy. Ra vậy. Thế bác xem thử xem, tên bố cháu với gia đình nhà mình nó có phạm gì không? Thế bố anh tên là gì? Dạ, bố cháu tên tiếng Việt là Lương. Lương á? Dạ. Quân Bất Lương. Ôi giời ơi, thế thì có khác mẹ gì nhau. Mày cười cái gì? Thu, đi về. Mày ngu như con bò ấy. Thế là thế nào nhỉ? Quân Bất Lương. Anh Ivan này. Hả? Sao thế? Cái nào vừa rủ em đi xem tuổi đấy. Anh có muốn đi xem không? Xem tuổi? Là xem cái gì? À, chả là ở Việt Nam, các cụ rất coi trọng về tuổi tác, cho nên là mình đi xem là có hợp hay không, có phần tránh hay là cái gì không. Hay đấy, anh cũng muốn đi thử xem nó như thế nào. Thế để em hẹn cái Đào nhá. Em gọi luôn đi. Vâng. Alo Đào à. Thế cứ thế nhá. Ok. Dạ, thầy nhìn thấy những gì thế ạ? Chị cứ bình tĩnh. Thầy Cao Vũ đây nổi tiếng là xem bói kiều đấy. Lần đầu tiên anh được đi xem cái này đấy. Quẻ này xấu, quá xấu, chắc chắn là có vấn đề. Dạ, thưa thầy ạ. Thế quẻ này xấu như thế nào, thầy nói rõ đi ạ. Thế không nghe gì à? Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau cỗ lắm. Đau đớn lắm. Nghe sợ thế ạ? Chị cứ bình tĩnh để em hỏi thầy đã. Thầy ơi, liệu thầy có xem nhầm không ạ? Bố nào? Nhầm là nhầm thế nào? Thế đôi lúc nãy thầy xem cho đâu rồi? Nãy giờ chỉ có ba người của con thôi ạ. Thì cái đôi mà nó đến xin quẻ cưới chạy một Covid ấy.
À, hai cái người đấy đợi thầy lâu quá nên là về trước rồi thầy ạ. Bây giờ chỉ có ba người bọn con thôi. Vâng vâng. Chết thật. Hôm nay trời mưa gió, đường lên dời lại càng khó. Ta thỉnh các ngày về mà lâu quá. À, dạ không sao đâu thầy ạ, bọn con chờ được mà. Ờ, thế cưới chạy là gì hả em? Có nghĩa là phải cưới ngay kẻo không kịp ý. Ồ, lạ nhỉ. Thế anh tưởng cứ thích cưới là cưới thôi. Nhưng mà ở Việt Nam thì khác, phải chọn ngày, chọn giờ cơ. Ờ, cầu kỳ thế. À, thế là chuyện tình tay ba, đứa ra đứa vào, thế đến đây là nhờ thầy phán xử đúng không? À, thầy, dạ không ạ. Dạ, hôm nay con đưa anh chị con đến đây để nhờ thầy xem tuổi giúp, xem anh chị con có hợp không. Mà nếu có hợp thì có tiến xa hơn được không ý? À, thế được rồi. Thế cứ xong xuôi thủ tục đi, rồi thầy xem cho nhá. Dạ, thủ tục gì ạ? Chị đặt lễ đi. À, chị quên. Nhưng mà đặt bao nhiêu ấy? Thì tùy tâm. Cái chữ tâm kia nó mới bằng ba chữ tiền. Ý thầy là có ba người thì phải đặt nhiều hơn đúng không? À thì chị cứ lựa đi. À, được rồi. Bình thường em đi một mình em đã đặt 100 rồi đấy. Xói thế sao không nói luôn. Thế là ba người là 300 à? Thôi đặt 200 thôi. Vì có mỗi anh chị xem thôi mà. Em có xem đâu. Nhưng mà chị mang mỗi tờ 100 thôi. Chết rồi, hôm nay em cũng không mang tiền chứ. Anh Ivan à? Có 100 không cho em mượn? À, ừ, có đây. Thế nhưng mà đặt tiền làm gì vậy? À thì cứ đặt để đấy thôi, tí nữa là mình cũng lấy về mà. Thế à? Ừ. Thế thì để anh đặt thêm cho nó đẹp. Thế để thay để xem luôn. Ông kia, sao ông lại lấy tiền của tôi? Mày trật tự để thầy xem. Ai bảo anh đặt vào làm gì? Thôi được rồi, anh chị nghe thầy phán đi kìa. Càng đặt nhiều, thầy càng phán chuẩn, lo gì. Thôi, nghe thầy phán xem nào. Ờ, thế nhưng mà tí nữa phải lấy lại cho anh đấy. Em biết rồi. Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ bài chơi sâm. À chết, thầy nhầm. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Cái này là cái quẻ này là cho thầy biết là hai con đến với nhau là không phải tự nguyện mà là do người khác là giới thiệu đấy. Ôi ôi, quá chuẩn luôn thầy ạ. Thầy giỏi em nhỉ? Dạ. Cậu mở cho thầy một trang. Thôi con còn nói chi con, sống nhờ đất khách, thác chôn quê người. Ơ, câu này nghĩa là gì thế hả thầy? Nghĩa là anh phải đi xa, không thể ở đây được. Ơ, đúng luôn thầy ạ, anh Ivan đây là người Nga gốc Việt đấy ạ. Thế mà nó còn tiếc 500. Thánh chỉ vật cho vỡ mồm bây giờ. Thế quẻ này là quẻ tốt hay quẻ xấu đấy ạ? Tốt hay xấu thì phải xem quẻ của con xem như thế nào đã. Lật cho thầy một trang xem. À, dạ. Đây ạ. Ôi dồi. Làm gì mà giật mình thân thót thế. Nhưng mà tay của em mềm thật. À, dạ, chị con mới đi xem như này lần đầu nên có gì thầy thông cảm nhá. Thầy thích. Thôi để thầy xem thế nào. Ông Tô ghét bỏ chi nhau, chưa vui sum họp đã sầu chia phôi. Hỏng con ạ. Hỏng. Thế là sao hả thầy? Chị có vẻ quẻ này không ổn đâu. Tranh thủ mấy cái ngày Tết này làm ăn được gì thì làm đi con ạ. Chứ thầy xem mấy cái duyên này không ăn thua. Ơ, ý thầy là thế nào hả Thu? À, không có gì. À, thầy bảo là anh tranh thủ ăn nhiều vào để cho nó béo lên mà. À, rồi. À, cảm ơn thầy, con ăn uống khoa học lắm. Khoa cái đầu mày ấy. Thầy đã mách nước cho rồi mà lại còn không biết. Thầy, thế có cách nào để khắc phục được không ạ? Tất nhiên là có, nhưng mà có dám làm hay không? Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Thế con tuổi gì? Con tuổi trâu ạ.
tuổi trâu à? Trâu, tuổi trâu là lâu lấy chồng lắm. Thế còn thằng này, mày tuổi gì? Ờ, Thu, anh tuổi gì ấy nhỉ? Ờ, anh tuổi ngựa. Ờ, sao Thu lại bảo anh là con ngựa? Thì chẳng thế thì sao? Khó hiểu thế nhỉ? Chắc anh Ivan đây không biết về 12 con giáp rồi đúng không? Thôi, đừng giải thích cho nó nữa. Cái thằng Tây ba lô này có giải thích đến sáng năm nó cũng không học được. 12 con giáp anh cũng có học qua. Hình như là gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Nguậy, đúng không Thôi? Mày đừng có tỏ vẻ hiểu biết nữa. Dạ, thầy giúp anh chị con với ạ. Nói chung là hỏng. Không hiểu sao hôm nay là cái ngày gì. Sáng ra đã xem cho một cái đôi mèo mả gà đồng, bây giờ lại đến cái đôi đầu trâu mặt ngựa ở thế này. Thầy thấy là sao? Thì thầy hỏi mày là tuổi mèo với tuổi gà thì có phải là mèo mả gà đồng không? Thì hai đứa mày là tuổi trâu với tuổi ngựa có phải là đầu trâu mặt ngựa không? Ở đấy, như hôm qua có cái đôi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đấy, nó bỏ nhau đấy. Nó đến nó nhờ thầy là xem cho chúng nó đấy. À, ý thầy là tuổi Tuất và tuổi Dậu đúng không ạ? Chứ còn gì nữa? Cái cặp đầu trâu mặt ngựa này kiểu gì cũng liên quan đến xã hội đen. Thế nào, vừa về đây làm cái là ông Sửu ngăn cản ngay rồi. À đấy, thầy thử xem hộ em xem tuổi Sửu lấy chị em có hợp không ạ? Được, Sửu với Sửu là thành tiên tiểu rồi. Hai con trâu là chắc chắn là sẽ hợp nhau. Cái cô này, ai khiến xem cho ông ấy làm gì? Ừ, thì em cứ hỏi thế. Hơn nữa nhá, thầy nói cho em biết, năm nay em là tuổi Kim Lâu, không có cưới xin gì hết cả. Thầy, thế ra Tết có được không ạ? Không. Vì sao thế ạ? Đang Covid thế này thì cỗ mới bàn ế ra thế để chết à? Dạ, thầy nói chí phải ạ. Mà thầy nói cho em biết, cái số em muốn sướng á là phải lấy cái người hơn nhiều tuổi vào. Ví dụ như tuổi thầy chẳng hạn thế này. Thế ạ? Chả thế thì sao? Thôi đúng rồi chị ơi. Sao em cứ linh cảm đến cái ông Sửu lò gạch là thế nào nhở? Hay là duyên trời định rồi chị? Cái cô này cứ nói đến tay anh tinh. Có chết ấy, chị cũng không lấy lão Sửu đâu. Thầy, thế có cách nào cứu vãn được cái tình trạng không hợp tuổi này không ạ? Đây nhá, thầy phân tích cho mà xem. Ví dụ như là cái việc làm nhà, chủ nhà không được tuổi nhá, thì có thể là mượn tuổi người khác. Đấy, thì cái việc cưới xin này nó cũng thế thôi. Ví dụ như thằng Tây nó không được tuổi thì em có thể là mượn tuổi của thầy. Đấy, nó đơn giản thế thôi. Sao cái chuyện này em nghe thấy lạ thế ạ? Em cũng chưa nghe thấy bao giờ cả thầy ạ. Anh cũng thấy vô lý quá thừa. Trên đời này làm gì có chuyện như thế. Ô hay cái thằng này, mày đừng có bán bổ thánh, cắm méo mồm đấy con ạ. Tuổi đã xấu rồi, quẻ lại càng xấu. Thu này, anh không tin chuyện này đâu. Nếu như Thu có tình cảm với anh sẽ quyết cưới Thu bằng được. Dạ, em anh Ivan lãng mạn thế nhở? Chị Thu đồng ý đi kìa. Ô, cái thằng Tần đúng là đồ trơ trẽn, tự dưng lại tỏ tình ở đây. Em có đồng ý không? Em kiểu chị đồng ý đi. Em không đồng ý. Chú Sửu, sao chú lại ở đây này? Thì tao đi xem mối tình duyên để còn lấy vợ. Chị, sao tình cờ thế nhở? Hay là duyên trời định? Chị đã bảo thôi đi rồi, đừng có nhắc lại ta nữa. Thì em thấy trùng hợp thôi mà. Tình hình thế nào rồi? Thì vẫn đang phán đây. Thế phán cái kiểu gì mà sao nhìn cái thằng này nó vẫn còn máu thế? Thì nó không tin mình biết làm thế nào. À, thầy ơi, con có chút lòng thành, mong thầy xem lại giúp ạ. Anh làm cái gì đây? Thú cứ kể anh. Nói chung á, là tuổi của anh Tây mấy cô đây á, là nó có hơi xung khắc. Thế nhưng mà thầy sẽ làm lễ cho. Năm nay mà lên duyên á, sang năm mới chắc chắn là có quý tử. Này, lão nói cái gì đấy? Hai cái tuổi trâu và ngựa
được ví như là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Nếu mà cần xem ngày mà ăn hỏi thì bảo thầy thầy xem cho nhá. Thầy thầy có thật không ạ? Thật. Ừ, chúc mừng anh chị nhá, may quá rồi đấy. Vậy thì tốt quá rồi. Cái này đã thỏa thuận như thế rồi mày định phá nào đấy à? Hả? Mày đút tao có 200.000, nó đút tao tận hơn triệu vào mõm, tội gì tao không nói tốt cho nó. Mày định mang cầu thương phải không? Cần tao nào ơi, chứ thầy nào ơi. Con đường xưa thu đi, giờ đây có ra gì, thế mà Thu vẫn đi. Anh lợn nát rồi à? Con lợn này, mày bảo ai nát đấy hả? Ừ. Anh nóng dính rồi, em mùi thế. Con mùi ế đúng không? Anh cũng ế bỏ xừ, anh còn chơi em. Thì anh nói cho cô biết nhé, anh không phải là ế, mà là anh đang chờ người tử tế để yêu. Chứ không thì như cô thì chả mà nó thèm rộng ngó cả. Em không có người để ý là em giữ cho một mình anh xỉu, một mình đằng ấy rồi. Thôi, mày đừng có mà mồm điêu đi nhá. Anh ơi, hay là bọn mình cứ cưới nhau đi. Hả? Bọn mình cưới nhau đi. Mày nghĩ cái gì vậy? Vả cho cái bây giờ. Thế nhá, bốn đứa chơi với nhau, thì Thìn, Tuất, Thỉu, Mùi. Tuất với lại Thìn là nó lấy nhau rồi. Cả làng còn mỗi em với anh là chưa có nơi có trốn. Bọn mình lấy nhau hợp quá còn gì nữa nhờ. Đấy nhờ. Tào lao, kệ bố chúng nó ấy, liên quan gì đến tao hả? Mà thôi, tốt nhất mày biến thì tao đi tán gái nhá. Bọn mình lấy nhau đi, anh không phải đá anh ở đâu, anh lấy em đi. Mày bị điên à? Ê, mày thấy cái cuộc đời tao nó còn chưa đủ nhọ à? Mà mày còn bôi vẽ thêm nữa. Ừ, anh ơi, vì anh á, em có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả xuống địa ngục luôn. Vì anh mà em làm tất cả mọi thứ? Vâng. Thật không? Vâng, thật mà. Thế nhưng mà tao không bắt mày xuống địa ngục làm gì cả nhá. Mày chỉ cần làm tao một chuyện thôi. Chuyện gì anh? Này, chuyện này sao? Nếu có làm được không? Làm được ấy, sẽ có thưởng. Và để tao suy nghĩ cái chuyện cưới xin đấy mày. Thế anh thưởng gì? Thì đến lúc đấy khác biết. Trời, thế thì biết đến bao giờ? Lâu lắm. Hay là anh cho em ứng tạm trước nhá. Được rồi nhỉ. Được rồi. Trông ngờ ngờ khôn giả phết. Bây giờ tiến hành luôn chứ? Tiến hành luôn. Đi nhá. Đi luôn. Tao đang đợi người. Ôi dồi ôi, mày làm cái gì cơ? Ôi, anh làm em là ma không bằng. Nó còn hơn cả ma ấy. Thế anh thấy em có xinh không? Cũng được. Chắc là ngu của lão bấp nó mặn, thế nên là không làm sao cả. Nói về độ mặn, em còn mặn hơn cả muối biển đi anh nha. Anh sao thế? Không sao, không sao. Tết rê tết đến rồi, tết rê tết đến rồi, tết rê tết đến rồi, tết bên trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê hương. Ôi, con chào cô bớt. Ui giời ơi, Mùi đấy có phải không? Dạ. Ui giời ơi, này, đừng gọi anh là cụ, anh đã già lắm đâu. Chúng mình bằng tuổi nhau, chỉ cách vài con ráp. Cụ ơi, cụ hơn em những
ơi, ôi này nhá, Mùi nhá. Năm nay Mùi ngoài 30 có phải không? Mà anh mới có ngót 60. Thế cũng chỉ cách nhau có hai vòng con giáp có cái gì mà. Dạ, anh cụ, anh Lâm. Cụ anh, anh Lâm. Dạ, em chào anh. Thế có phải nghe nó mượt cái lỗ tai không? Mà Tết nhất nhà Mùi đến đâu rồi? Ôi Mùi ơi, sao có chuyện gì mà em lại khóc? Ôi trời ơi. Anh cụ ơi, anh Lâm. Cụ anh anh cụ ạ. Ôi trời ơi, nhà em chăn đơn lẻ bóng thì làm gì có Tết ạ. Ui giời ơi, thế thì phần nào đó anh cũng hiểu được cái thiếu thốn của Mùi rồi Mùi ạ. Dạ. Nếu như mà Mùi đồng ý ấy, thì để Tết này anh sẽ giúp Mùi vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này. Chỉ cần Mùi cho anh ôm một cái để đỡ thiếu thốn Mùi gái thì Mùi muốn gì cũng được. Ông nhưng mà thế ở nhà cụ gái anh à, chị gái không phải là gái à cụ. Trời ơi, Mùi nhắc làm gì cái con máy già đấy hả? Ôi trời ơi, thế sao anh cụ bất lễ nói vợ mình như thế ạ? À? Chả nói thế thì nói như thế nào hả? Nó già như cóc khô thế thì làm gì có cái Mùi gái nữa. Mà Mùi lại đây cho anh ôm một tí đi. Ủa, nào cụ anh ơi, em ngại lắm. Nào cứ cho anh ôm một tí đi. Cụ anh ơi, cụ anh đợi em một tí ạ. Nhưng mà không sao, vẫn cho anh ôm một tí. Cụ anh lại ạ. Không sao, nào cho anh ôm cái. Cụ anh lại một lần nữa. Ôi, thoải mái quá. Sao mà người ta định ôm có tí thôi mà phản bác kinh thế nhở? Mà không biết là cái Mùi gì nó khốn nạn thế. Cháu ạ, à, em hôm nay ăn cái hành muối mẹ vừa mới dưa. Ui giời ơi, anh thế nhưng mà anh vẫn thích. Nào cứ để im cho anh ôm cái. Dạ. Ôi trời ơi, ôi giời ơi, cái Mùi gái trẻ nó đan lẫn với cái Mùi chưa hành, sao mà nó quấn thế nhở, thế nhở? Đây, của em đây, này, tối mà cho anh sang nhà, anh đỏ đưa, thì anh cần cho gấp vài lần như này, thoải mái mà ăn Tết đi. Dạ, em xin cụ à. Ôi giời ơi, lại cụ rồi. Đã bảo là chúng mình thiếu thốn tình cảm thì phải bù đắp cho nhau chứ không cái gì. Cháu xin ạ, cháu về. Ôi, Mùi thích thế nhờ. Chả giống như Mùi của con mụ già nhà mình. Cứ thối cả lên ấy. Vẫn còn thoang thoảng. Mùi hương em nồng say, một chút nước hoa tàu hòa cùng một chút giấm dưa hành, ôi sao nó quấn quanh đời anh. Mùi hương em nồng say. Cho chào chú mất ạ. Chú à con. Vâng. Đi đâu đấy? Cháu đi loanh quanh chơi ấy mà. Mà nhìn chú có chuyện gì mà vui đấy? Trời ơi, chú đang có chuyện vui. Chuyện cực kỳ yêu đời luôn. Thế nhưng mà nhá, cháu lại biết cái chuyện yêu đời của chú. Cháu còn lưu lại làm kỷ niệm này, chú xem không? Sao mày lại có cái chuyện đấy? Mà mày có xóa ngay đi không hả? Chuyện vui á, chỉ để lưu ở trong đầu thôi. Cháu nói thật nhá, cháu đi ngang qua thấy vui nên quay lại cho chú xem những lúc chú cần thôi. Úi dồi ôi, cái thằng này, tại sao mày lại có được cái cờ nhíp đấy hả? Cái đấy chú không cần quan tâm. Mà cháu bảo này, cháu đang định cho cô nhà mình với các em xem cái clip này. Đấy, cái clip này mà đăng lên mạng có khi hot trend luôn đấy, chả đùa. Úi dồi ôi, cái thằng bố láo mất dạy này. Mày có nghe tao mày xóa ngay đi còn kịp nhá. Chú bình tĩnh, đừng nóng, thấy không? Cả giận mất khôn, tình hình á. Cháu có thể nghe lời chú được. Thế nhưng mà chú lại cũng phải nghe lời cháu. Cái gì nữa? Thì chú chỉ cần gả em thôi, cháu là xong thôi. Ô, sao
ông chịu bảo là lấy mình xong lại bảo ông bắt gả con Thu nhờ? Cái gì? Mày, mày ép tao gả con Thu nhà tao cho mày à? Hả? Mày đừng có mà mơ nhá. Con Thu nó có người yêu rồi. Chú không gả đi thôi. Cái video này cháu xin. Cháu đi về nhá. Này này này, cái thằng này nhá nhá. Tại sao mày lại dám quay lén người khác ngoại tình hả? Hả? Mày có tin tao báo công an gô cổ mày lại không? Chú thích thì chú cứ báo thôi. Mà chú có báo xong thì cái video này cháu cũng đăng lên mạng rồi. Cháu bị bắt thì lỗi này cũng nhẹ thôi. Còn cái thanh danh của chú nó mới cái quan trọng. Mày, mày, cháu làm sao? Bây giờ nhá, cháu hỏi chú lần cuối, chú có giải thua cháu không? Úi giời ơi, tao làm sao? Tao bây giờ chỉ có đồng ý thôi nhá. Nếu chú không đồng ý, cháu đến đây ba, thì chú chỉ có xác định của cháu bấm một phát là lên hết mạng luôn này. Cái thằng này, không nhanh được như thế đâu. Một, hai, úi giời ơi, mày có thể đếm chậm hơn được không? Hai rưỡi. Sao anh bảo là em làm cho anh chuyện đấy xong anh lấy em cơ mà? Cái con điên này, mang điện thoại đi, hỏng hết việc của tao bây giờ. À, thì ra là hai cái đứa này nhá, chúng mày thông đồng để định hại tao đúng không? Hại chú thì làm sao? À, bây giờ cháu hỏi lần cuối, chú có gả em Thu cháu hay không? Này này này, đừng có tưởng tôi không biết gì mà lợi dụng tôi nhá. Đúng. Này này này, làm gì á? Tôi xóa rồi. Này, con điên này. Cụ ơi, à, anh bất đợi, cháu xóa video rồi. Cụ không phải lo nữa đâu. Mùi giỏi quá, đáng yêu quá. Cho chừa cái thói khôn vặt. Đi về đi cụ ơi. Mùi ơi, mình đi về nhỉ. Nắm tay vào. Nào. Chúng mày nhớ mà tao ơi. Ok, để bật bia đi. Ây giời ơi. Bật bia. Hóa ra là cái thằng Ivan này, mày cũng thích cái món nhậu nhẹt giống bác à? mà thôi, từ bây giờ như thế này đi, gọi là bố con dần cho nó thân mật nha. Con trẻ. Đúng rồi, thế để chào bố vợ đi. Chỉ có những thằng ngu thấy ăn thấy uống mới không thích thôi. Mà hơn nữa, con lại nghiện cái món bia Việt Nam đã từ rất lâu rồi. Thế để uống đi. Dạ, để mời đi. À, thế để tăng thêm cái không khí trong cái cuộc nhậu ngày hôm nay thì ngay sau đây bố sẽ dành tặng cho con dê vài câu thơ. Thế để mời bố sổ đi. Nghe đây này. Dạ. Nước ta cũng giống nước ngoài. Sống mà không nhậu phí hoài thanh xuân. Con chó nằm ở góc sân, sau đây người mẫu Ngọc Hân bước vào. Bố vợ vui tính quá. Hay không, hay không, hay không? Hay, hay, có hay nhưng mà hơi ngang. Để mà vịnh thơ về con chó thì phải vịnh như thế này. Đâu, thử cho nào. Con chó nằm ở gầm nhà. Sau đây ca sĩ Quang Hà đơn ca. Hay. Con mèo đạp đổ cái ca. Sau đây điệu nhảy cha cha bắt đầu. Cha 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 nhảy nhịp điệu cha cha cha. Tăng 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 ta tăng 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 ta tăng 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 tăng. Hình như hơi quá. Ngồi xuống đi con. Người ta chửi cho đấy. À vâng, đúng rồi. Anh bảo xin lỗi nhá. Xin lỗi nhá. xin lỗi. Thôi, nghe hai bố con mình uống tiếp đi. À, vâng, nào. Xin mời bố. À. Và này. Năm nay bố là bố rất là vui. Đấy. Vừa có rể mới lại vừa thêm bạn nhậu ấy, nở mày nở mặt với thiên hạ vì nhà mình có rể tây. À, con cảm ơn bố nhiều. Cứ khách sáo cái anh Ivan này. Mà này, dạ, cho bố hỏi là cưới xong ấy thì hai đứa mày ở Việt Nam hay là qua bển ấy? Còn cũng chưa biết nữa bố ạ. Theo bố ấy thì chúng mày cứ ở lại Việt Nam đi. Nhà cửa đang rộng như thế, ở đi bố cho thất có cái vấn đề gì đâu. Ê, như thế làm sao được. Mà này, còn cả cái kho báu ở trong nhà mình nữa,
cưới xong á, bố cho chúng mày hết. Hả? Kho báu? Ôi giời ơi, cái thằng này, chuyện quan trọng như thế mà mày cứ hoảng hoảng như để lộ hết à? Bé mồm ơi. À, nói bé. Ừ. Thế nhưng bố cho con hỏi, kho báu nghĩa là gì? Giỏi, tưởng thế nào? Ngu. Kho báu là những cái gì quý giá mà người ta cất giữ rất là cẩn thận đấy. Ồ thế à? Thế thì bố phải cất cho nó cẩn thận vào nhá. Chả thế thì không à? Đây là bố nói riêng với mày thôi. Dạ. Này, nói cho mày biết nhá, riêng bán cái kho báu của nhà mình đi á, có mà cả hai vợ chồng mày ăn cả đời là hết đấy. Thế cơ à? Nhưng mà con không lấy đâu. Con tự nuôi thu được. Ui giáo ơi, anh không phải khách sáo. Này, nhà mình ấy là không đẻ được con trai để nối dõi, nên là có bao nhiêu tài sản ấy, bố cho con rể hết, không phải nghĩ. Dạ, con cảm ơn bố. Thế nhưng mà sao bố không bán hết đi, gửi vào ngân hàng ấy, cho nó yên tâm. Yeah, bố đã chôn nó xuống dưới đất rồi, như thế có an toàn hơn cả ngân hàng ấy. Gửi ở ngân hàng ấy, vô tình nó mà phá sản cái mất như chơi. Ờ, bố nói cũng đúng. Thôi được rồi, con mời bố. Uống này. Hôm nay ấy là ba con vịt rời nó đi vắng. Dạ. Nên là bố con mình cứ nhậu ạ. Bét tà lại nhẹ đấy. Dạ. Thêm bia ông chủ ơi. Úi giời ơi. Uống. Uống đi ạ. Vô. Phải nói với bố vợ là rượu Việt Nam tuy không nhẹ nhưng mà được cái nặng nó kéo lại. Bia chứ rượu đâu. Ờ, bia. Bố nói mày nhá. Bình thường á là bố cứ uống hết cả két. Nhưng hôm nay bố con mình mới gọi hết có chục lon mà sao say thế nhở? Còn cũng không biết nữa. Mà bố là bố rất quý mày. Chỉ mình mày là được cái kho báu của bố thôi. Mày hiểu không? Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra cày ruộng, châu cày với em. Hả? Ủa, anh Thiếu. Anh Thiếu ơi, anh Thiếu. Anh. Ê, mày cày cuốc cái gì mà ghê gớm này? Đâu, em nhắn tin sao anh không trả lời? Tại sao tao phải trả lời mày? Hả? Mày làm hỏng việc của tao, tao còn chưa thèm hỏi tội mày thì sao tao phải trả lời? Mà cái kiểu nhắn tin đâu, cứ mặt cười xong lại mặt khóc. Thế ai biết đằng nào mà trả lời mày? Thì mặt cười là cảm ơn, mặt khóc là xin lỗi đây. Em nhắn bao nhiêu tin anh có trả lời em đâu. Con này láo, tao đấm cho mày cái bây giờ chứ lại... Sao tao phải trả lời mày? Thế chẳng lẽ bây giờ tao nhắn cái mặt mếu cho mày à? Anh ấy chả chì tai, chì tóc gì cả, chán thật. Già đầu rồi đấy, không còn trẻ trâu nữa đâu. Thì em già thật mà, chắc là chưa lấy chồng nên nó thế đó. Mày ơi, chó nó lấy. Ơ, em cần chó lấy đâu. Đời này em nguyện giữ cho trâu, thật đấy. Nguyện này em, kiếp này em giữ cho trâu. Mày học đâu cái kiểu thả thính cái xến sẩm đấy đấy. Em xem trên TikTok. Xem đi thôi. Xem ít thôi, anh không biết à? Cái đấy bây giờ đang gọi là cái gì nhỉ? Là hot trend, hot trend. Hot trend là cái gì? Hot trend là xu hướng là đú đởn xu hướng đấy anh. Mày thử nói thử tao nghe xem nào. Anh nghe nhá, em thử cho anh nghe này. Mang anh về khoe mẹ, đừng mang ai khác về khoe mẹ. Mang anh về cho mẹ, đừng mang ai khác về khoe mẹ. Thôi. Đu đẩn, giả đầu vớ va vơ vẩn. Anh ạ, anh không lấy em nhanh lên em tiền mãn tin rồi. Lại còn có cái kiểu tiền mãn tin nữa. Chả thế này không à. Rồi, tao không lẳng nhẳng với mày nữa. Tao giờ phải đi gặp khách để chốt kèo mua gạch sáng mai. Sáng ra gặp gái, tao mà không chốt được tại mày. Chạy mày. Úi giời ơi. Chết rồi, thằng nào nó đảo tung cái vườn nhà mình lên thế này, nó lấy mất kho báu rồi. Ôi giời ơi. Thằng nào. Ôi giời ơi. Ôi làng nước ơi, là làng nước ơi. Mất hết rồi, mất sạch rồi. Ôi giời ơi. Bình tĩnh xem nào. Có chuyện gì vậy? Mất hết rồi con à. Mất cái gì? Ôi giời. Người ta lấy mất kho báu nhà mình rồi. Ôi trời ơi. Mất kho báu à. Bây giờ làm thế nào? Lão tiểu này,
vừa đây xong đi nhanh thật đấy. Ui giỏi ơi, làm sao mà biết được ý, bây giờ ui, nó đảo mất rồi. Báo công an thì cả cái làng nước với cả cái xã hội nó biết là nhà mình có kho báu, nó đến ý, trời ơi. Ơ anh cũng ơi, có chuyện gì đấy ạ? À, con Mùi, đúng là mày rồi con Mùi ạ. Ơ cháu mới chắc cái gì hả? Tao á là lúc nãy tao ngủ mơ thấy mày là cứ ngó nghiêng ở vườn nhà tao suốt, đúng không? Đúng không? Không, mày lấy kho báu nhà tao đúng không? Cháu có biết gì đâu. Ồ của cụ, nhà cụ có kho báu thật là cụ. Đúng rồi, đúng mày rồi nhá. Cái con này chỉ có mày thôi, không có ai khác cả. Mày rình mò nhà tao đúng không? Hả? Đúng rồi, con này là nghi lắm. Con nào cháu có dám đâu. Mày còn cãi à? Hả? Cháu à, bố à, đây rồi, con Thu đây rồi. Này mẹ con nhà mày đi ăn chơi đú đởn ở đâu từ sáng đến giờ hả? Để trộm nó vào nó lấy hết kho báu cho mình rồi mà lại nghi cái con này thế này. Cháu có lấy đâu à? Nào nhưng mà kho báu à, cái hôm trước mà bố hay nói với con đấy á. Chứ còn thế nào nữa, cái kho báu ấy là từ thời ông nội mày để lại cho tao, tao định để lại cho chúng mày mà bây giờ nhá, mẹ con mày chỉ có đi đú đởn thôi. Mẹ mày đâu hả? Mày gọi ngay mẹ mày về đây. Khổ quá, mẹ con đang mua thêm mấy thứ đã về ngay được đâu. Ui giời, mua mới chả bán suốt ngày. Sáng nay anh đưa bố đi uống bia, khi ngủ dậy thì đã thấy có chuyện như thế này rồi. Trời ơi, anh chiều bố em đi uống bia để làm cái gì? À, thôi, cái chuyện đấy để sau đi. Mày giải quyết cho bố chuyện này đi. Đây này, chính cái con này này, nó cứ rình mò suốt từ sáng giờ nhà mình. À. Mà vừa đúng lúc nó mất là nó đi qua luôn. À. Mày giải quyết cho bố. Thế chị ở đây làm gì đấy? Vừa đi qua đây thì đi đâu? Đang đi về thì đâu? Có đi đâu đâu? Ui giời, cãi giả mồm mà hả? Mày nhá, chỉ có mày thôi. Mày âm mưu với cái thằng xỉu lò gạch ấy. Mày lấy trộm của nhà tao, đúng không? Không, cháu không lấy thật mà. Khi nào ông xỉu cũng lấy không nhỉ? Đây rồi. Mình chạy đi đâu? Ông đặt thì giật mình đúng không? Không. Im hộp. Trưởng ban hòa giải, thằng xấu trong họ nhà mình đây. Có chạy lên mây nhá. Chú, cứ để cháu. Mày lấy hai bầu không thì tao đánh cho một trận đấy nhá. Không, cháu không lấy, bỏ cháu ra. Chú, để cháu cho nó một trận. Đúng rồi. Kìa anh số. Hả? Nào đã biết sự tình ra sao mà anh lại khẳng định người ta thế, tội ra. Em không phải bênh nữa đâu. Nhìn thấy con này á, ngáo ngơ nhưng mà sảnh như hình ra là mất đấy. Cháu, rồi. Cháu có lấy cái gì đâu. Giả mày ngay. Cho nó một trận rồi. Cho nó một trận. Mọi người làm cái gì đấy? Là tôi lấy đấy. Cô ấy không liên quan gì cả. À, ta biết ngay mà. Đúng như trong giấc mơ của tao, là thằng Sửu và con Mùi, chính hai đứa này đã thông đồng để ăn trộm kho báu nhà mình. Đúng. Để cháu báo công an đến gọi cổ hai đứa lại. Báo luôn. Đúng rồi. Chuyện này không đùa được đâu. Báo công an. Anh Sửu, tôi không nghĩ anh là loại người như vậy đâu. Thằng Sửu này không ăn được thì đạp đổ, vậy thôi. À, cái thằng này mày láo nhỉ. Mày có trả cho ông không thì bảo, hả? Mày gọi đi. Vâng, để nháo. Alo, chào đồng chí công an. Cái gì nửa ký công an đó nhở? Ôi trời ơi, không nghe rõ. Tôi nói là chào đồng chí công an, chứ không phải là nửa ký công an. Trời ơi, nghe không cửa? Cái gì có cửa? Ôi, tôi bảo là nghe thoát cửa chứ không phải là gõ cửa. Ai có cửa à? Ôi, mày nghe nhỉ? Ôi, chú ơi, mực quá chú ạ. Thôi, không cần phải gọi nữa, đây sẽ trả. Thế gọi là nhanh không? Mang kho báu rồi, kho báu tao đâu, mang đây, nhanh nhẹn. Tất nhiên là ở trong tay thằng này rồi. Thế thì, anh xỉu trả ngay cho bố vợ tôi đi. Cũng mạnh mồm gớm nhờ. Mà đúng rồi, kho báu là để cho con rể cơ mà nhờ. Mày không phải xỏ xiên nhá. Anh Sửu, anh mang trả cho người ta đi. Em nuôi anh cả đời. Biết cái gì, im. Trả nhanh ơi. Được, tôi sẽ trả nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì, mày nói luôn đấy. Tôi phải lấy được Thu. Ây da, mày nằm mơ à hả? Không.
không bao giờ có chuyện đó đâu. Vậy thì thôi. Thằng này gan nhờ. Này, con rể, lấy điện thoại gọi công an luôn cho bố. À vâng, được rồi, bố cứ để con. Này, anh số, cho em xin số. Hả? Mày lấy nào hả? Lấy anh để làm cái gì? Cho em xin số công an. Police, police. À, police á? Ờ, được rồi, đúng rồi. À mà thôi, tao đổi ý rồi, không gọi công an nữa. Bây giờ mà gọi công an đến điều tra ấy, nhỡ mà nó điều tra xong nó tịch thu luôn cái kho báu đấy thì nó lấy hết của tao rồi. Tao quyết định rồi, Thu, lấy thằng Sửu đi. Ơ kìa bố, sao mày nói thế? Nói thế cái gì? Mày ngu lắm con ạ, mày không biết cái gì cả. Mày có biết là cái số tài sản ở trong cái kho báu đấy là nó là bao nhiêu tiền không? Hả? Hả? Này, mày lấy nó một thời gian, không thích mình lại bỏ những việc cái gì đâu. Không, anh Sửu là của cháu rồi. Dạ, con kia mày biết cái gì, con rồ rở kia. Mày nói lắm mồm, tao cho mày lấy cái thằng số sứt đi. Ừ, hoa vẩn, cháu không lấy nó đâu. Bố, có chết cũng không lấy lão ta đâu. Thu, em cứ bình tĩnh, đừng khóc. Này bố, chúng ta mới chỉ nghe thấy hắn nói, chứ có gì chắc chắn là kho báu ở trong tay hắn ta đâu. Nhỡ đâu hắn không có thì sao? Đúng ạ. À nhờ, thằng này thông minh phết đấy. Này thằng kia, thằng Sửu kia, mày chứng minh đi. Mày chứng minh là kho báu đang ở trong tay mày đi thì tao mới cho mày lấy con Thu nhà tao nhá. Chắc là tôi phải bán hết cái số đấy thì ông mới tin nhờ. Anh cứ thử nói đi xem nào. Anh đang chém gió đúng không? Mày im. Ông không tin thì đừng mong nhìn thấy nó nữa nhá. Nó ở ngay gần đây thôi, bụi tre làng kìa. Cái thằng kia, mày có nói thật không đấy? Hả? Ở bụi tre nào? Có phải là bụi tre em ngồi đá lúc sáng không? Im. Nào, mày khai nhanh đi, hôm nào đập cho mày một phát đấy, thằng Sửu lo ngại kìa. Đúng rồi, khai đi. Nằm mơ đi nhá. Một là tôi sẽ phải có được Thu. Hai là sẽ mang cái hòm đấy cao chạy xa bay. Thế thôi. À, dạ, thưa bố, con có ý kiến như thế này. À, để cho bố và em Thu đỡ phải khó xử trong chuyện này, à, con xin rút lui. Giời ơi, mới có tí khó khăn như thế mà đã đòi rút lui thì cái thằng này buồn cười ấy. Thằng Sửu nó láo á, bố sẽ báo công an, gô cổ nó lại chứ sợ gì. Đúng, cháu chấp cả họ nhà chú luôn. Mày thật không? Thật. Thu à, anh xin lỗi. Chuyện của chúng mình chắc là đã đi quá xa rồi. Anh cảm thấy quá mệt mỏi. Hóa ra anh chỉ là thằng hèn thôi. Ôi giời ơi, các con ơi, các con cứ bình tĩnh. Ivan ơi, con không phải đi đâu cả nhá. Người phạm tội là cái thằng Sửu kia kìa. Chúng mày báo công an, gô cổ nó lại cho tao. Vâng ạ. Người bị gô cổ đây là thằng con rể Ivan của ông kia kìa. Mà bố là bố rất quý mày. Chỉ mình mày là được cái kho báu của bố thôi. Mày hiểu không? Vâng. Thế nhưng mà cái kho báu nó đang ở đâu thế ạ? Thì từ từ ra mới nói. Mà tao quý lắm, tao nói luôn này. Nó ở góc vườn ấy. Bố chôn ở góc vườn ấy. Còn lâu thằng nào mới biết nha. À vâng. Thế rồi, thế để con đưa bố về nhé. Ừ, đừng nói ai nhá. Bà còn biết rồi. Mày ra đây tao bảo. Mày đã có thông tin gì chưa? À, cái đấy thì đương nhiên rồi. Chất lượng luôn. Trời ơi, thế là anh em mình sắp đổi đời rồi ấy. Nhưng mà em thấy nó cứ thế nào, dù gì cũng là của người ta mà. Mày hâm mà. Lúc đến gần rồi thì mình phải nhảy ấy. Thôi, không nói nhiều nữa. Mày biết chỗ đấy thì mày bảo tao đi. Nhưng mà nó cứ làm sao ấy. Sao là sao? Thế mày muốn lấy tiền phản hay không? Thôi được rồi, để em dẫn mày đi. Thế đi thôi, nhưng mà bé bé mồm đấy. Xong chưa thằng Ivan chưa? Lâu thế. Đợi một tí, sắp xong rồi. Nhanh lên, nhanh tay lên. À, đây rồi, đây rồi. Bỏ mẹ, nó khóa như này thì lộn làm gì hả mày? Thế thì đập nó đi. Vơ vẩn, đập ra mà đập. Nhỡ trong này nó bảo mối bình ổ hay là ngọc gì đập vỡ thì làm thế nào? Ờ nhỉ.
Thế bây giờ phải làm thế nào? Để tao nghĩ ra xem nào. À, tao đang rồi. Bây giờ cái hòn này tao mới mày để tạm ở đây. Xong rồi mày vào trong nhà dình xem là ai giữ được khóa của cái hòn này thì mày lấy ra đây. Ờ, cũng có lý. Thôi được rồi, cứ làm theo ý của anh đi. À, thế thì như thế nhá. Ờ, giấu đi. Chè nó vào. Ở đây này, này, không à. Thua. Bố vẫn không thể nào tin đây là sự thật được. Một thằng là cháu chắt trong gia đình, nói ngoại ngữ nhanh như gió. Một thằng là con dê tương lai mà lại đi ăn cắp kho báu của bố. Nhục, nhục lắm. Ôi, từ qua đến giờ bố quên ăn, quên ngủ. À, mày vào rửa cho bố cái bát bố vừa ăn bún hả? Mẹ mày về, mẹ mày thấy mẹ mày chửi. Bố ạ. Mà cái thằng Văn như kìa. Ấy bố, bố đừng tin nó. Tất cả những gì nó nói đều là vu khống thôi. Mày không phải chối cãi nữa, tao thấy hết rồi. Cái hòm gỗ mày với cái thằng số này giấu ngoài bụi tre ấy, và còn hứa là chia nhau khi lấy được chìa khóa của ông Bất. Mày cãi đi đâu? Đúng rồi, đúng. Đừng tin mồm lão đấy. Lão đấy ban đầu bảo là tính lão đấy lấy, mà bây giờ lại đổi cho bọn cháu, không tin đâu ạ. Đúng rồi, thật là lươn lẹo. Kẻ lấy trộm đương nhiên là phải biết hình dáng và chỗ giấu rồi. Đúng không mày? Đúng rồi. Đến giờ này mà chúng mày vẫn còn cãi cùn à? Anh thôi đi. Đến giờ phút này rồi, anh vẫn còn vu khống như người khác được à? Tại sao em cứ nghĩ xấu về anh thế nhở? Thế rút cuộc bây giờ thằng nào lấy kho báu của ông? Nó. Trời ơi, tao biết tin thằng nào bây giờ. Bố ơi, con tin anh Ivan ạ. Đúng rồi. Thôi được rồi, Ivan mới thu này. Mọi người đã như thế thì tôi có bằng chứng này cho mọi người xem. Hai thằng này đã ăn trộm nhá. Đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng gì? Đây 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 đây. Trời, không xong rồi mà. Chú mấy em nhìn cho kỹ vào nhá. Đây. Con biết là cả người đầu sỏ là ai nữa cơ. Thế tình hình sao rồi? Kế hoạch vẫn đang thuận lợi lắm. Cứ thế mà triển khai thôi. Anh hành động cho cẩn thận đấy nhá. Yên tâm đi. Anh nghĩ là kho báu chỉ là đâu đó trong nhà lão Bất thôi. Ok, cứ thế mà triển khai. Ờ, thế thôi, để anh đi luôn nhé. Anh Ivan, chuyện này là thế nào? Bây giờ thì em đã tin anh chưa? Cái loại trộm cắp như này á, phải dã cho một trận như tử mới chừa được. Đấy, con rể mà con dẫn về ra mắt đấy, nhục cái mặt chưa? Chú Bất ơi, chú vẫn còn mặt để mất à? Cái thằng này, tao còn chưa thèm hỏi tội của mày nhá. Mày dám thông đồng với nó à? Cháu chắc bị mất dạy. Cháu không biết gì đâu. À, vẫn còn cãi à? Đây có video có xem không? Thôi, cháu xin lỗi chú ạ. Tại em đợt vừa rồi cháu lô đề bấn quá nên mới bị nó dụ thôi ạ. Ai thèm rủ ông? Cả mày thì ai? Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Hai cái thằng mất dạy nhà chúng mày. Cái thằng số này này, uổng công ông đối tốt với mày như thế mà mày nó quay lại mày cắn ông hả? Dạ, đúng rồi, cháu xin lỗi ạ. Vì cái đợt này cháu làm ăn thua lỗ quá nên... Thôi mày im đi. Lỗi mới làm cái gì hả? Biết. Nhanh, mày biến nhanh không tao cho mày ăn cơm nhà nước bây giờ đấy. Không, cháu đi đi ạ. Anh chào Thu nhé, cháu là chú ạ. Em chào anh Xỉu nhé. Mà anh Xỉu ơi, anh mà lấy được Thu thì nhớ mà em ăn tối nhé. Cho thằng này chết đi. Thằng kia, biết. Này, cháu xin lỗi. Mày làm tao quá thất vọng, Ivan ạ. Anh Ivan, em có nghĩ anh là một người như vậy đâu. Chắc là em đã tin nhầm anh rồi.
Ôi giời ơi, giờ này còn tin nhầm cái gì nữa. Mày bôi do chất chấu vào mặt bố mày rồi Thu ạ. Thu, anh xin lỗi. Bác đừng mắng Thu nữa. Là tại cháu nhìn thấy tiền không tự chủ được. Thu thật với chú, bố cháu đã bỏ mẹ con cháu từ nhỏ. Mẹ cháu thì đang bệnh nặng, nên cháu rất cần có một số tiền lớn. Chú cũng biết đấy, năm nay do dịch bệnh Covid nên ảnh hưởng đến công việc thông dịch viên của cháu. Nghe Đảo nói tham gia vào công việc này sẽ có tiền, nên cháu không do dự mà nhận lời ngay. Có chuyện gì? Có phải mẹ anh đang bị ốm và hoàn cảnh gia đình anh đang rất khó khăn đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà sao? Em có phi vụ này. Nếu anh nhận lời giúp em thì anh sẽ không phải lo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nữa. Và cả đời sau này anh sẽ không kiếm tiền đâu. Có cả công việc tốt như vậy hả Đào? Đúng rồi, lại đi bảo. Thật vậy à? Thật chứ sao không? Thế nhưng mà anh thấy chuyện này. Thế anh có làm không? Suy nghĩ kỹ đi. Anh có. Được, bây giờ kế hoạch thì anh tự sắp xếp. Em chỉ cần kho báu về càng nhanh càng tốt. Mẹ anh sẽ sớm được chữa trị. Chào em Xuân Đào. Chào em. Chào anh Ivan ạ. Mời anh ngồi. Mọi chuyện là như thế đấy chú ạ. Mày bị đồng tiền che khuất mắt rồi con ạ. Tao không cần cái thằng con rể như mày. Mày cút đi cho tao. Cút đi. Thu. Anh Ivan. Tôi thật là anh ấy đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Mày có đi đi không hả? Hay là mày muốn tôi báo công an gô cổ mày lại? Dạ, cháu đi. Bác và Thu đừng kích động. Cháu xin lỗi. Lỗi làm cái gì hả? Mày có cút đi không hả? Cút! Mà chú bác này, chú mấy em nợ cháu lời xin lỗi đấy. Thì mà cho chú xin lỗi. Lúc đấy là chú nóng giận mất khôn, với lại cái kho báu nó tài sản nó lớn quá nên là chú giận nhầm nhá. Chú xin lỗi nhá. Thôi được rồi, chú cứ giải quyết việc nhà đi, xong rồi cháu đưa ra lấy lại kho báu của chú. Xong rồi, đi luôn. Đi bố con mình đi. Bố đi đi, con không đi đâu. Này Thu, trên đời này vẫn còn nhiều đàn ông tốt lắm em ạ. Cái lúc này đang kích động ạ, mày nói nó không hiểu đâu. Bây giờ chú mày đi lấy kho báu đã, khỏi nhớ thằng nào nó lấy mất của chú đi. Nhanh lên đi. Đi. Thì anh cứ ở lại thôi. Nhưng mà em thấy ở quê có gì vui đâu. Sao anh lại thích? Tại vì ở đây có em. Thank you.
Anh Ivan, sao giờ em mới về? Cụ tí đi à? Ở nhà có khỏe không? Em thì vẫn khỏe, nhưng mà sao dạo này anh lâu về thế? Dạo này anh bận nhiều công việc nên cũng ít về. Anh bận gì thì bận, nhưng cũng phải dành chút thời gian gọi điện về cho mẹ chứ. Ừ, anh vô tâm quá. Mẹ anh tình hình thế nào rồi? Ốm đau như thế, chắc phiền mọi người trong xóm lắm em nhỉ? Phiền thì không phiền, nhưng mà... Nhưng mà sao? Mẹ anh mất rồi ạ. Em nói cái gì? Mẹ anh làm sao? Bệnh tình mẹ anh ngày càng trở nặng. Mọi người đã giúp đỡ hết mình, nhưng bác vẫn không qua khỏi và mất vào ngày hôm kia rồi ạ. Trời ơi! Mẹ ơi! Sao mẹ không đợi con về? Thôi, anh đi vào nhà thắp cho mẹ nén hương. Ô, chị Thu! Chị... Cô còn đến đây làm gì nữa? Dạ, em đến đây để xin lỗi chị ạ. Mời cô về cho! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây một phút nào nữa! Kìa chị... Chị nghe em nói hết đã chưa ạ? Nói gì nữa? Cô đem cái tình cảm của tôi ra để làm trò đùa của cô. Vậy còn chưa đủ à? Dạ, thật ra em chỉ thấy thương cho hoàn cảnh của anh Ivan nên em mới làm như thế thôi ạ. Từ nhỏ, anh ấy đã khổ lắm rồi chị ạ. Vất vả mưu sinh kiếm sống cũng chỉ lo chữa bệnh cho mẹ. Đã không có bố nên rất thương và sợ mẹ phải ra đi. Anh ấy làm được bao nhiêu thì đều chăm sóc và chữa bệnh cho mẹ hết. Em cũng không biết làm thế nào nên đã lập kế hoạch này để giúp anh ấy đổi đời và chữa bệnh cho mẹ. Nhưng đây là hành động sai trái đấy, em có biết không? Nếu anh ấy muốn đổi đời bằng cách đi ăn trộm ấy, thì sau này kể cả anh ấy có giàu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ ngóc đầu lên được với cái lương tâm của mình đâu. Dạ, em biết lỗi rồi. Em mong chị tha thứ cho em và anh Ivan được không ạ? Sáng nay em có gọi điện về quê anh ấy thì người làng bảo anh ấy mới về, nhưng mẹ anh ấy thì mất rồi chị ạ. Ơ kìa Thu, sao em lại đến đây? Chẳng lẽ tôi không được đến à? Không, ý anh không phải thế. Anh không nghĩ là Thu sẽ đến đây. Tôi đến thắp hương cho bác thôi. Chia buồn với anh nhé. Anh cảm ơn Thu này. Em tha thứ cho anh nhé. Chuyện vừa qua khiến anh cắn rứt lương tâm lắm. Anh thấy mình có lỗi với em rất nhiều, Thu à. Anh đùa giỡn với tình cảm của tôi. Sao anh muốn tôi đi lấy người khác? Anh có hiểu cảm xúc của tôi như thế nào không? Ơ kìa, này Thu, anh xin lỗi. Cũng chỉ vì anh tẩy trắng nên anh không dám đua chen. Thật ra bố em đã biết anh là người lấy trộm kho báu rồi, nhưng bố em vẫn tin anh là người thật thà nên là muốn anh nhận tội đấy. Bố em còn thương anh nhiều lắm. Thực ra từ lúc Bé Đào nói chuyện với em về mẹ của anh, em đã tha thứ cho anh rồi. Anh đã phải chịu nhiều khổ sở. Em sẽ bù đắp cho anh. Anh cảm ơn Thu nhiều lắm. Thu chính là phúc khí của đời anh. Cho đỡ buồn. Ta không ăn. Mà chả buồn thì không à? Bao nhiêu năm theo đuổi ấy, ít gì đâu. Thôi anh ạ, cái gì nó là của mình thì nó là của mình. Còn không phải của mình ấy thì anh bỏ mẹ đi anh ạ. Thôi, anh bỏ đi cho nó nhẹ lòng. Trông thế mà mày cũng sâu sắc phết nhở. Chuyện năm nay em 38 tuổi rồi, chứ có ít gì đâu. 38 tuổi rồi mà mày vẫn cứ hồn nhiên như thế được. Tao thua mày đấy. Thì mẹ em bảo là em đơ từ bé mà lớn lên vẫn thế. Công nhận là cũng có tí vấn đề.
Thế anh Xỉu không thích em đúng không? À, thì cũng hơi hơi. Hơi hơi không thích hay hơi hơi có thích? Hơi hơi có thích. Hơi hơi có, tức là anh không thích cái gì? Thì có thích, được chưa? Mà, à, mà có thích như thế á, anh biết bọn trẻ con nó nói gì không? Nói gì? Nó nói là luôn lẹo đấy. Linh tinh. Vâng. Anh thích thua hơn em đúng không? Làm gì có. Thế, anh thử nói anh thích em sao nào? Tao thích mày. Ơ, không phải như thế. Như nào? Anh thích em chứ? Mày điên à, ngại bỏ mẹ ai được. Ai gì mà ngại? Anh nói thu như thế mà. Ờ thì anh thích em. Thật nhá. Đấy. Anh thấy trải qua bao nhiêu chuyện, người phù hợp nhất với mình lại là người ngay bên cạnh mình đây. Ừ. Gớm. Còn xến hơn người ta là cứ chê người ta xến. Anh nói sự thật mà. Sự thật. Mà anh hỏi thật nhá. Dạ. Thế sau này nếu mà hai đứa cưới nhau ạ. Ừ. Em có bị đơ nữa không? Ôi, anh không, anh đơ. Thật không? Thật. Thế mưa biết chạy vào nhà không? Biết chạy vào nhà nhưng mà khi nào vui thì lại chạy ra. Thế nắng có biết chạy vào chỗ râm không? Có, nhưng mà khi nào buồn buồn quá thì mới chạy ra tí thôi. Ôi trời ơi, mày cứ ngáo ngáo ngơ đi, bố là râm đấy. Thôi thôi, tao đi về đây. Không không không, em nói đùa đấy, thi thoảng mới thế thôi. Thật không? Thật. Thật thì bây giờ đi về, chuẩn bị đi, hôm nào anh mang sinh lễ sang hỏi cưới. Ôi trời ơi, mình sinh lễ hỏi cưới à? À, trời ơi, ôi trời ơi, không phải lấy thôi. Tôi đi về.